các trường khoe thành tích, bao giờ khoe những cái thằng rất là giỏi. Thì cá nhân anh cho rằng những thằng giỏi này thì ra nó học trường nào nó chẳng giỏi. Đây không phải thành tích của trường. Và anh có cái tiếc nuối gì trong cái việc nuôi dạy con? Thì mình chỉ có một cái đúng là mình không bỏ nhiều đủ thời gian cần thiết. Kể cả đến 18, 20 tuổi cũng cần nhất là bố mẹ bỏ đủ thời gian cần thiết để nghĩ cùng. Tức là học sinh muốn vào trường này, sau đó thì mới là chọn ngành. Em thấy nó bị ngược. Khi mà các con nó đã chủ động nó chọn thì coi như thành công. Mình sẽ phải chứng minh cho bố mẹ đấy là cái ngành đấy mình có thể sống được với ngành đấy, hoặc là mình có thể có được thu nhập với ngành đấy. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast Người Trong Môn Nghề. Ngày hôm nay thì mình có một cái số podcast rất là đặc biệt. Mình có tận 2 khách mời và chúng ta sẽ nói về chủ đề hướng nghiệp, nhưng mà ở một cái format nó tương đối đặc biệt. Đó là chúng ta có sự giao thoa giữa rất nhiều thế hệ. Mình ở đây thì là thế hệ đầu 9X này. Đây thì chúng ta có một khách mời đầu tiên là anh Nguyễn Thành Nam. 6X. Và cũng đã là một khách mời của kênh Người Trong Môn Nghề trước kia, ở cái show Behind the Scene. Nhưng mà hôm đấy thì anh em có trao đổi và nói rằng là câu chuyện hướng nghiệp là một thứ mà anh Nam rất quan tâm. Và đương nhiên là hôm nay chúng ta có anh Nam quay trở lại với podcast Người Trong Môn Nghề. Ngoài ra thì chúng ta có bạn Nguyễn Đình Anh. Hiện giờ thì Đình Anh là đang 20 tuổi. Nhưng bạn đã là trưởng phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm của Đại học Phoenix. Anh Nam vừa bảo là bạn vừa tốt nghiệp. ngày hôm qua. Vâng, coi như thế cũng được. Đó, thì chắc chắn là đây sẽ là một buổi trao đổi rất là cởi mở giữa ba thế hệ, tạm gọi ba thế hệ. Và nó sẽ xoay quanh câu chuyện mà podcast Người Trong Nghề trước giờ vẫn đang rất là tập trung, đó là câu chuyện về hướng nghiệp dành cho các cái bạn trẻ. Trước khi mình bắt đầu thì có lẽ là anh Nam thì không cần phải giới thiệu nữa rồi, vì anh Nam thì chắc rất nhiều người biết rồi. Nhưng mà có lẽ là sẽ tập trung cái spotlight vào cho Đình Anh. Em có thể giới thiệu một chút về bản thân cũng như là background công việc của mình không? Xin chào mọi người, mình là Đình Anh. Thì như anh với anh có giới thiệu rồi, mình đang là trường phòng phát triển nghiên cứu phát triển sản phẩm của Phoenix. Nhưng ngoài ra thì có một điều mình khá tự hào là mình tốt nghiệp đại học ở tuổi 20. Thì cái con đường của mình nó sẽ hơi khác một chút, đó là mình bắt đầu học cái chương trình đại học từ năm cấp 3. Ba năm cấp 3 thì mình học xong hết cái chương trình đấy, mình bắt đầu chuyển tiếp lên đại học FPT. Và mình chỉ còn học ở trên khoảng 1 năm rưỡi thôi là mình đã tốt nghiệp rồi. Tức là con đường của em nó đến ngay từ cấp 3 em đã bắt đầu đi học đại học, và câu chuyện đây là với Phoenix. Đúng rồi. Như anh vừa nãy anh có hỏi, có một cái điều anh rất là tò mò, đó là tại sao mà em lại lựa chọn con đường đấy, trong khi ví dụ như anh hồi cấp 3 là chơi. Là anh chơi. Chơi đúng rồi. Anh tập trung cho chuyện đấy hơn. Nói đơn giản là tại vì em lười học văn. Đơn giản là hồi đấy là ở hồi em thi lên cấp 3 thì em chỉ học có 2 môn thôi là toán và văn. Thì em đã thấy môn văn nó là một sự ác mộng của em hồi đấy rồi, tức là kiểu nó rất khó để em có thể học được văn, và em đã nghĩ là em có thể bị trượt với Đức tại vì em không làm được bài văn ấy. Thế là sau này thì em mới nghĩ là khi mà em lên đại học em lại phải ôn lại văn tiếp, xong em còn phải ôn thêm khoảng 3 đến 4 môn nữa ấy, ngoại trừ môn toán. Thế là em nghĩ là nó sẽ là một thứ nó gây sự khó chịu cho em, kiểu em cứ phải ôn những thứ mà không thích. Em không thích lắm ấy. Nên là ban đầu thì quyết định của em là em sẽ đi vào một cái, em sẽ học ở trung tâm gần giống như là học nghề trước, sau đó thì em sẽ đổi lại bằng kinh nghiệm làm việc, tức là em đi làm sớm, sau đó thì em có thể phát triển được nhiều hơn. Nhưng mà xong rồi thì em tìm được Phoenix của thầy Nam thì nó đã đáp ứng cho em thêm là em có thể có bằng đại học sớm nữa, thế là nó quá đủ mục tiêu của em rồi, và em học được online, em học được đúng cái ngành mà em thích, cả ngành công nghệ thông tin, xong em được học từ sớm. Thế là em bắt đầu từ đấy là em quyết định là em sẽ học ở Phoenix từ cấp 3 luôn. Như em nghĩ là nó cũng là một trường hợp rất là hiếm. Anh Nam sao anh nghĩ nào về cái thực trạng hiện tại về câu chuyện hướng nghiệp hoặc là câu chuyện phụ huynh học sinh? Thì nói chung thì học Đình Anh thì cũng đó là cái đấy là cá nhân Đình Anh, nó là chứng minh cho một việc là thổi đấy thì bọn mình nghĩ rằng là rất nhiều các bạn học viên đang có thể có những cái con đường mong muốn như vậy. Mong muốn Đình Anh là gì? Bạn ấy một số môn bạn ấy không muốn học lắm, bạn ấy muốn là đi làm trước, đúng không? Và bạn ấy lấy cái kinh nghiệm đấy sau này. Tức là thực ra câu chuyện này người ta đã nói chuyện rất là nhiều rồi, có thể biến đổi kinh nghiệm thành gọi như là credit, gọi là chuyển đổi từ experience, từ trải nghiệm thành credit để sau đó đổi sang đại học. Thực tế bây giờ vẫn chưa xảy ra, rất là khó, mặc dù rất nhiều nước đã nói đến câu chuyện đấy. Thì mình muốn tạo một cơ hội thôi. Thì đầu tiên là mình muốn tạo một cơ hội là các bạn ấy có một con đường khác để có thể làm được cái việc đấy, không nhất thiết là phải mất thêm 5 năm nữa rồi phải đợi thêm 3 năm học đấy, xong rồi mất thêm 5 năm nữa, và có thể làm được rất nhiều. Thì cá nhân anh cũng nghĩ rằng đi làm sớm
thì nó không đơn giản chỉ việc kiếm tiền, nhưng mà nó trải nghiệm với cuộc sống ấy. Thì là rất là quan trọng. Đấy. Thế còn cái câu chuyện hướng nghiệp với cá nhân mình thì mình bắt đầu từ bản thân mình, bị lần tiếp cận đầu tiên khi con gái bắt đầu đi vào tuổi cưới vợ. Bên nhà anh thì là các con được huấn luyện từ bé là độc lập, tức là tự quyết định. Nhà anh là đi vào, thì mọi mình định nghĩa học trường cấp 1 thì bọn anh đều thống nhất rất đơn giản là cấp 1 là học gần nhà, quan trọng nhất là tiện đưa đón, trường nào cũng được, gần nhà mình được hay gần nhà ông bà được, tức là làm sao để đi đón có thể tiện nhất. Từ cấp 2 trở đi là các bạn ấy phải tự chọn. Từ cấp 2 đã tự chọn rồi. Từ là cấp 1, cấp 2 các bạn ấy tự chọn đến trường nào cũng được. Đấy. Nên từ cấp 3, cấp 2 lên cấp 3 các bạn ấy cũng tự chọn nốt. Những các bạn ấy có thể tham khảo. Nhưng mà đấy là quyết định của bạn. Nên nhưng mà khi mà con đến hết cấp 3, 1, 2, 3 thì mình nghĩ cũng chưa phải là vấn đề lớn. Đến khi mà các bạn ấy cấp 3 thì bạn lớn bạn mới hỏi là thế muốn đi học ở nước ngoài thì là nước nào? Thì mình thực sự là lung túng. Bởi vì bọn anh đi học ở hồi xưa là học Liên Xô cũ. Thì có kinh nghiệm thì hơi một chút là Liên Xô cũ. Còn những khác là mình chịu chết. Hoàn toàn không hề biết là hệ thống giáo dục của nó như thế nào rồi như thế nào cả. Thế này lúc đấy thì mình thực sự như vậy là tuyệt đại đa số các bậc phụ huynh là không sẵn sàng cho việc đó. Là thực sự, và khi chúng ta đã không sẵn sàng mà lại thêm lòng yêu quý con nữa thì rất dễ là chúng ta chỉ xài. Yêu quý lên chỉ, chứ còn nếu không chỉ thì thôi, thì ít ra là thì bọn anh đã thôi rồi tùy con. Thì nói gia đình mình có điều kiện, tất nhiên là có thể đi học thì vấn đề tài chính không phải lo lắng lắm. Tuy nhiên học đâu thì thực sự là không biết thật. Không có ý định là dẫn đi, bởi vì dẫn thì mình có biết gì đâu. Dẫn sang bên kia thì mình ngu ơ kheo. Thế các bạn ấy cũng tự quyết. Thì sau này các bạn có thể là không hài lòng lắm, nhưng mà các bạn ấy bao giờ cũng thấy rằng cái quyết định đấy là của các bạn ấy. Nhưng mà ví dụ như thực sự thì đấy có phải là một cái mẫu số chung? Tại vì em nghĩ là chắc là câu chuyện hướng nghiệp thì cũng phần lớn là cũng không diễn ra như thế. Đình Anh sao? Câu chuyện hướng nghiệp của em, gia đình? Câu chuyện hướng nghiệp của em nhà em là trước cũng kiểu làm liên quan đến cậu thông tin, nhà em là làm buôn bán nhiều hơn, kiểu buôn bán máy tính các thứ. Nên là hồi bé, từ hồi 5 tuổi là em đã được sử dụng máy tính các thứ rồi. Sau đó thì có một đợt em nhớ là bố mẹ từ đấy kiểu em có máy tính rồi, sau đó thì em muốn làm mấy cái kiểu phần mềm trên máy tính các thứ ấy. Thì em mới hỏi bố là kiểu bố ơi làm sao để làm được cái này. Thì bố em mới bảo là thế thì sẽ cần phải học code, học lập trình các thứ. Xong rồi kiểu ban đầu cũng ngại, tại vì kiểu em tưởng ban đầu nó chỉ là kéo thả xong viết mấy cái linh tinh trong đấy thôi, nhưng mà nó còn khó hơn em nghĩ. Nhưng mà bố em mới bảo là kiểu cứ thử đi học đi, tại vì bố thấy là bố cũng làm trong ngành công nghệ thông tin các thứ nữa. Xong rồi bố thấy nếu như mà cái ngành đấy kể cả sau này mà nó con không theo ngành công nghệ thông tin ấy, thì nó cũng phải cho con một cái tư duy logic tốt hơn ấy. Nó tương tự với con học toán. Hồi đấy em rất thích học toán, em đang học toán luôn, nhưng mà kiểu bố em dùng là nó sẽ y như con học toán ấy. Thế là sau đó thì em mới bắt đầu đi học thêm một cái lớp học lập trình. Em chỉ học khoảng 2 buổi là em biết đấy là cái mà em muốn sẽ làm ngay sau này rồi, thì nó rất là phù hợp với em. Yếu tố gia đình rất quan trọng. Yếu tố gia đình rất quan trọng. Đấy, thì câu chuyện của Đình Anh này nó tới là thế là câu chuyện của mình. Là quay lại câu chuyện mình là vậy, đi nước nào là mình chịu chết, không biết đi đâu cả. Nhưng mà chọn ngành thì nó lại khác nha. Cái ngành nghề, cả hai đứa con của mình thì khi mà chọn ngành nghề thì các bạn, tất nhiên các bạn có thể chọn ngành, vì sau này mình thấy chọn ngành là quan trọng hơn là chọn nước, đúng là chọn trường. Đúng, chọn ngành trước. Thì mình phát hiện con như thế, tôi tin là hai các bạn đều chọn cái ngành mà liên quan đến vợ anh nhiều hơn, tức là liên quan đến biology rồi life science, tức là khoa học cuộc sống. Còn mình làm công nghệ thông tin là bạn đã chẳng quan tâm gì cả. Thế thì mình ngạc nhiên, mình suy nghĩ thì bảo tại sao nó lại như thế. Thì thực ra cái này thì không phải là, đây là chỉ quan sát thôi nhé, nhưng anh tin là đúng, là vợ anh ấy chịu khó dẫn nó đến chỗ làm việc nhiều hơn nhiều. Thì bọn trẻ con này đi vợ về đi đón mà đón hoặc muộn là cứ dẫn lên chỗ làm việc. Và cái ngành như vậy anh làm ấy là nó liên quan đến thí nghiệm, liên quan đến thứ rất là nhiều, và cái đấy nó là bọn nó sẽ áp dụng được, nó sẽ theo dõi và nhìn thấy được, mà có thể là vô thức nhé, các bạn ấy không biết đâu. Nhưng sau đó các bạn ấy chọn, cả hai đứa đều chọn ngành liên quan đến việc đấy cả. Thế sau anh mới thấy quan sát nhiều nữa thế mới thấy việc đấy là đúng. Thực ra muốn hướng ngành thì đổi hướng nghiệp cho con thì cho con lên đi theo mình là một cách tốt nhất, nếu mà thực sự mình tin rằng cái ngành này là ngành
tốt cho con. Vâng. Đấy. Thế xong là bên hồi sau này sang bên đi làm ở nước ngoài ấy, thì đi làm bên Mỹ thì mình mới thấy bên Mỹ nó có hẳn một cái công ty thường xuyên, nó có cái ngày là cho con đến văn phòng. Thì sau FPT giờ cũng áp dụng, tức là mở cửa cho bố mẹ dẫn các con lên thì nó sẽ nhìn thấy. Nhưng mà cái đây được đòi hỏi công ty mở cửa là một chuyện, nhưng mà bố mẹ cũng phải muốn cái điều đấy. Vâng. Tức phần đa rồi lằng nhằng chết lên được cho con đi theo thì mình lại phải trông chết hết thôi. À, tức là cái đấy là thực tế luôn. Thực tế là bố mẹ cũng sẽ cảm thấy là không thích. À, không thích. Thì đấy, sau này mà con ngay mẹ tự nhiên nó đi bám theo mình dẫn nó đi thì mình có trách nhiệm trông. Em có con là em rất thích dẫn nó đi làm hay là chơi những cái thứ mà mình chơi đấy. Thì đúng quá, nên rất nên. Cái đấy là cái anh cho là quan trọng nhất trong việc hướng nghiệp, là bố mẹ đi đâu cho con đi theo. Tất nhiên là cái nghề đấy nếu mà mình thích, nhưng mình không thích thì tôi cũng nói làm gì cả. Mình làm nghề mình thấy chán ốm lên đấy, mình toàn mắng mỏ, mình xếp xiết các kiểu, chửi nhau với anh em thì tôi cũng không ghét không ai. Nhưng mình yêu quý thì cái thái độ của mình với công việc ấy mới là cái hướng nghiệp. Tức là thái độ của bố mẹ với công việc là cái hướng nghiệp tốt nhất. Mà vì sao mình thấy những gia đình nó có truyền thống, rất nhiều nghề, chẳng hạn nghệ thuật là 100%. Ngày nào bố mẹ đánh đàn là chắc chắn là con nó đánh đàn. Đấy, nghệ thuật thể thao, những cái gì mà đòi hỏi phải rèn luyện nhiều ấy, là dễ nhìn thấy. Hoặc là kinh doanh chẳng hạn, tại sao hàng ngang hàng đào tất cả những cái mình nói là những nó có truyền thống, bởi vì đây hoặc bạn này thế bố mẹ bạn máy tính thì bé thì tự nhiên là mình cứ tiếp cận thôi. Đúng rồi, đúng. Thì đấy, nếu mà trong trường hợp mà ngành nghiệp thì cái mà chọn ngành thì cái mà thông điệp lớn nhất mình nghĩ cho các bạn phụ huynh sau này. Như anh thì là quá rồi, bây giờ anh ông thì mình không phải là phụ huynh nữa, còn mình rất lớn rồi, nhưng mà bạn sau này cho con đi theo gặp anh, à, giờ gặp anh cũng nói thế, nếu em thích cái nghề của em đang làm cho con đi theo, đi đâu đi theo công tác đi, nó không làm gì đâu, nó ngồi cạnh nhá. Tất nhiên là nó phá thối quá thì không được, nhưng mà có cơ hội, nhất là công ty cá nhân, công ty gia đình chẳng hạn, thì đấy mình khỏi bị ảnh hưởng, mình cứ thế mà nó đi thôi, thì cái đấy là cái hướng nghiệp tốt nhất. Nhưng mà nó có bị rơi vào câu chuyện là bây giờ giả sử như bạn trẻ đấy, nếu mà để bạn tự bơi thì có thể là có khi là có 1.000 ngành nghề hoặc bao nhiêu thứ có thì đúng rồi, tất nhiên thì đó có hai lựa chọn đúng không. Vâng. Một là mình sẽ để các bạn tự quyết định. Vâng. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp mình tin rằng cái việc này là đúng, nói thế trách nhiệm của bố mẹ cũng phải có trách nhiệm chứ con bảo kệ thì nó rất dễ liên quan đến, thật ra rất ngụy biện thôi, ông lời ông thờ. Vâng. Ông không quan tâm thì kệ bạch. Nhưng quan tâm thật ý, là mình cho ngay đang ngay, tại sao mình không để nó? Bởi vì khi đấy nó có sự kết nối giữa các thế hệ. Thực sự những việc mà thế hệ trước không làm được, bọn sau nó có thể làm được. Chắc chắn. Chứ đừng có những thứ là mình đang làm nhưng mà nó chưa thành. Nhưng thế sao nó nhìn thấy nó có thể làm được tốt hơn nhiều, bởi vì cái cơ hội nó tốt hơn. Vâng. Phương tiện nó tốt hơn, điều kiện nó tốt hơn, và họ có thể làm những việc mà mình không làm được. Đúng. Đấy thì là cái mà... anh nghĩ rằng là cái niềm yêu quý cái công việc của bố mẹ là rất quan trọng trong cái việc hướng nghiệp. Còn bố mẹ làm việc thờ ơ thì đại khái cho xong thì đối phó, thế thì tất nhiên là cái thái độ đấy nó mới quan trọng, nó sẽ ảnh hưởng đến con và nó cũng thờ ơ. Sau đó thì ông bảo rằng là thì tôi tự nó quyết, nhưng thực ra là ông những người như thế cũng không để tự con quyết đâu. Chính những người rất đam mê mới biết rằng là đây mình muốn con đi theo là vì mình đam mê. Đấy, và vì biết thế nên mình luôn luôn cho nó cơ hội để nó có thể làm khác. Thì không áp đặt. Vâng. Nó phải thực sự thấy yêu quý thật. Nó như mình thì lúc đấy nó cũng làm. Đúng rồi, cá nhân anh cũng cho rằng như thế là những người như thế, những người mà thờ ơ thì mới là hay áp đặt. Chính vì áp đặt là cái dễ nhất. Ơi, mày cứ phải học cái này kia thì phải trả tiền, đúng không? Nên là mày phải học cái đấy. Thế còn cá nhân anh thì sang cho rằng là cái việc hướng nghiệp ngay được đi nói chuyện với các bạn trẻ này đợt, bây giờ rất là trong trường anh thì anh không bao giờ dùng chữ đi xin việc cả, mà phải dùng chữ là đi tìm việc. Thì cái tìm nó thể hiện một thái độ rất là active, tức là rất là chủ động tìm, và có thể sai không sao cả. Vâng. Đấy, tìm thì nếu mà chủ động đi tìm thì mình có thể thích việc này, nhưng sau đó thì mình đổi, chẳng ai dám nói thì là một cái việc mình làm từ đầu đến cuối là không đổi cả. Thế nhưng mà đấy là cái mà thái độ đúng, nếu mà setup được ban đầu cho nó đúng. Ừ. Thì bố mẹ thì đến hướng dẫn là đây là một quá trình đi tìm kiếm, và bố mẹ cũng đồng hành cùng với con, chứ không thể kìm hộ nó được. Vâng. Đúng không? Nhưng mà có một thực tế thế này,
Là ví dụ như có một phụ huynh nào đấy mà trước giờ thì cũng thờ đi, nhưng mà tự nhiên xem podcast này nghe của anh Nguyễn Thành Nam nói chi lý quá. Nhưng mà có cái là trước giờ tôi, con tôi lớn dư rồi, có khi bằng tuổi Đình Anh rồi, hoặc là có khi lớn đang chuẩn bị vào đại học, tức là không đổi có khoảng cách rồi. Thế thì có giải pháp nào để quân sư cho thứ nhất là không có bố mẹ nào thờ ơ đâu, bởi vì là tất nhiên là đều lo cả. Nhưng cái tớ ở đây hiểu cho nghĩa là hiểu như thế này, tức là không rõ. Đấy thì cái sự quan tâm lớp 10 thì 100% là bố mẹ đề nghị chuyện sau này nó sẽ đi học đâu, làm đâu cái đấy chắc chắn. Thế nhưng thơ ở đây hiểu là không đủ cái công sức, tức là cái effort. Ông không hiểu rằng đây là việc rất khó. Cá nhân mà anh nghĩ là cái hồi khi còn ngồi anh thấy quá làm việc quá khó, mình chưa bao giờ mình nghĩ đến. Và nếu muốn một việc khó như vậy thì đầu tiên phải mất nhiều công sức đã. Xác định là ông có thời gian không? Thế nên là không phụ thuộc là ông giỏi bao nhiêu, không phụ thuộc vị thế của ông như thế nào, mà là ông phải có thời gian. Đấy. Thì cái lời khuyên đấy, nếu mà thực sự là mình muốn thay đổi sự thờ ơ thì đầu tiên mình phải đặt cái độ ưu tiên xuống thấp. Như vậy là những việc khác phải ưu tiên thấp thôi để dành việc gian này nhiều hơn. Vâng. Thế em có thể bắt đầu rất sớm, nhưng mà em để ý thời gian thì kết quả mình một năm cũng vẫn đủ. Nếu mà ngày nào mình cũng bỏ cái thời gian này ra để xem, đúng không? Thứ nhất là đầu tiên là phải có thời gian đã. Xem trong công việc mình đã bận rộn, mình có tỷ thứ. Mà thường lúc mà con 18, 20 tuổi thì bố mẹ cũng bắt đầu là có những cái vị thế. Vâng. Đúng không? Đúng. Cái lúc con còn bé thì đúng, thực ra là mình có việc gì đâu. Nó lớn lên là cũng bắt đầu có việc, bắt đầu trưởng vòng vòng rồi là giám đốc, thì là công việc nó bắt đầu nó mới ăn. Thì nó rất bận rộn. Đâm ra cái ưu tiên nó quan trọng lắm. Đấy, thì một như vậy. Thứ hai, anh nói rồi, việc thứ hai cần phải làm ngay là dẫn nó đi với mình. Để xem nó có thích cái việc của mình không? Thì nó thích làm việc của mình là việc rất tốt, vì nó thích thái độ của mình với công việc. Thì thực ra sau nó học làm cái gì cũng được, mình cần cái thái độ đấy, chứ không nhất thiết nó phải chọn cái đấy, đúng không? Thứ ba thì hỏi, thông thường người hay hỏi thế là con muốn gì thì nó cũng không biết. Thực sự là nó không biết muốn gì cả. Thì anh cũng đã tư vấn cho một số bạn, rất đơn giản thôi. Bây giờ muốn đi học đại học gì thì lên website của Bộ Giáo dục Đại học, nó có liệt kê 100 mấy chục ngành nghề đấy. Quan điểm của anh là chọn ngành trước. Đấy, chọn ngành đi. Giờ mình ra đầu bài đi, ví dụ 180 cái ngành. Đấy, thì cho nó ví dụ 1 tháng để nó chọn xuống còn 10 thôi. Thế là quá trình đấy ông phải đi tìm. Thế là biết, thực ra mình có biết ngành nào là ngành gì đâu. Đúng không? Mình không biết thì có gì đâu. Bây giờ rất hay, những bây giờ thông tin rất là nhiều. Cái, ví dụ là ngành bây giờ là biomedical, gọi là công nghệ sinh học ấy. Công nghệ sinh học thì mình vào vẫn nó ra 1 tỷ các ngành con nữa. Nhưng con đấy cụ thể là học cái gì? Bây giờ các trường được cái là cái họ cũng giới thiệu rất là chi tiết. Học những cái gì và ra làm gì? Thế là các ông ấy lúc đấy là thực sự là cái này không cần mất nhiều thời gian đâu. Cái này chỉ cần mất công khác thì đọc truyện, đọc sách vui hơn. Rồi giả sử ra được 10 ngành. Nên cũng nên 10 thôi, nhiều quá. Tức là làm sao mình xác định đời nó thế, phải chọn. Đừng nói bây giờ là con thích học kinh tế, nó vẫn chung chung quá. Nữa mà. Đúng rồi, và em làm quyển gọi là người trong ngành kinh tế riêng trong đấy nó đã. Anh là trong website, anh nói, hồi đấy anh bảo các bạn nên lên website Bộ Giáo dục nó gạch rõ mã ngành nghề. Mỗi ngành nghề nó có mã mà. Vâng. Còn nếu thích thì lên thế giới, nhưng mà từ Việt Nam đi cho nó dễ hiểu. 180 quãng đấy. Chọn đi, chọn 10 cả. Rồi chọn 10 ngành xong thì bây giờ vấn đề mình phải đi xem. Cái này thì bắt đầu dễ hơn rồi. Nhưng cũng thể khó là mình trong bạn bè mình có những ai làm những cái ngành này thì bắt đầu bật họ hàng ngang ốc này, thế nào cũng tìm ra thôi. Tất nhiên cũng có thể có những ngành mà chưa ai học cả. Ví dụ con anh có một đứa con học ngành, thích ngành học ngành thần học, chưa ai học cả tôi chịu. Thì không tư vấn được, có những thứ mình không tư vấn được, làm nào được, đúng là chấp nhận. Nhưng thế là tốt, như vậy là nó có những ý thích không giống với tất cả mọi người, nên thể biểu hiện một sự độc lập rồi, đúng không? Cái việc mà lúc này là bắt phải độc lập. Rồi ok, 10, 20 ngành đi, mình shortlist 3 lần đi. Mình nói chuyện với những cái người đã từng làm trong ngành đại. Đấy, ví dụ làm bác sĩ thì nói chuyện với bác sĩ đây, mẹ có quen chú bác sĩ, hoặc là chú hàng xóm. Thiếu gì, ông ấy, nếu mà có chú ý phát là tìm ra dễ lắm. Thế là bắt đầu nói chuyện xem nó là cái gì đã, trên thực tế. Thì cũng có thể nó thích hơn, nó cũng thể thất vọng. Không thích nữa. Không rồi, nghe sợ luôn. Đến nào mà chứ lương thấp quá. Không sao cả. Rồi sau đó shortlist lại đi.
ví dụ còn 5 cảng thì phải dẫn, cái này thì khó hơn tí nữa nhưng cũng không khó lắm, nên nên quy đô một người thì không khó lắm, là đi thăm, phải đi tìm, đến bệnh viện thì dẫn đến bệnh viện. Đấy, một công an chữa cháy thì phải dẫn đến cái phòng, phải thực sự xem cái môi trường làm việc ở đấy. Thì có thể ông đã thay đổi. Nếu mà gọi như là trong cái quá trình đó ông ấy shortlist xuống được được còn 3 ngành thì bắt đầu là ok rồi, cũng không nên là chọn ngay thành một. Thì bây giờ có ngành xong thì chúng ta sẽ chọn trường, đúng không? Bây giờ có ngành xong thì sẽ chọn trường, thì trường nào thì cái ngành này là tốt nhất. Thì đầu tiên mà lại muốn đi nước ngoài cơ, trong nước thì dễ đúng không? Đi nước ngoài, muốn đi nước ngoài ok, thì bây giờ nước ngoài khó hơn hẳn. Nước ngoài thì mình không có thông tin, nhưng mà thực ra bây giờ rất may mắn ấy là nước ngoài thực ra không có lắm. Chúng ta vẫn đi sẽ chọn trường, những trường nào có nhất thì tất nhiên logic của nó rất đơn giản thế này, trường nào mà đã nổi tiếng thì khó vào, có chẳng có khác gì cả. Đâm ra là nếu mà ông có một cái mục tiêu là vào cái trường phải bằng được trường này thì khả năng trượt nó rất cao, thì lựa chọn đi. Ta trong bây giờ thì bố mẹ còn phải một cái việc này phải làm nữa, tức là phải công khai tài chính. Rất nhiều bố mẹ là giấu, tức là cho rằng con là phải tự lực này nọ, nhà có tiền nhưng mà mày phải đi xin học bổng bằng được, vì nhà không có đâu thì anh liền phản đối. Có tiền thì bảo là có tiền, có ít thì bảo là có ít, có ra đâu. Bảo đây bố mẹ chỉ có từng này thôi. Đấy. Thế ví dụ nhà anh bảo rằng là con không phải xin học bổng, bởi vì bố mẹ có thể trả được. Nhưng mà anh không phải đấy, nhiều nhà đấy, nhà con toàn điều kiện nó bắt nó phải đi xin học bổng, chạy hết trường này trường kia. Thì thường đã phải xin thì không chắc được cái chỗ mình muốn. Đúng không? Thì mình đành mình vào cái trường nào cho học bổng nhiều nhất. Thế để làm gì? Nếu mà nhà mình có điều kiện thật thì cứ bảo nó là có. Thì cũng nghĩa là tất nhiên là nên công bố con số là và nên thành thật, không nên là cái dấu nó vẫn dần biết được đây thì có mẹ 1 tỷ thì mày muốn học đâu học, còn lại muốn học chỗ đấy thì phải xin thêm. Thì lúc đấy các bạn sẽ có động lực rất là rõ các bạn phải làm gì, còn nếu không các bạn cũng sẽ biết option A là được đây không được thì vào B và C, bạn có 3-4 option thì không sao cả. Thực ra quá trình đấy hoàn thành trong 1 năm easily có thể làm được, nhưng mà nó làm cho các bạn ấy, quan trọng nhất thì không phải là chọn cái gì mà các bạn nên chủ động. Thì các bạn có thể chọn cái đấy thì cũng chẳng biết nó là đúng hay sai, làm sao biết được. Thì à như vậy, thực ra nó, như vậy là mình tìm ra mình đã có những trải nghiệm hết rồi, mình đã có nói rồi, mình làm được. Thì thực ra bây giờ bọn anh muốn làm ở chỗ anh bây giờ cũng là cái đấy, nhưng mà nó một cái quy mô lớn hơn thôi. Chứ còn cá nhân là dễ nhất nếu mà bố mẹ có thời gian. Được. Ngồi cùng với bố mẹ cũng có cần phải giỏi giang đâu, chỉ cần ngồi cùng thôi, hỏi nó là tại sao con chọn cái này, con đã nghĩ chưa, có hỏi ai không thôi. Thì đấy là người ta gọi tạm gọi là quá trình hướng nghiệp. Còn những bạn như Đình Anh này, bạn bảo muốn đi làm rồi sẽ có những bạn bây giờ càng ngày càng nhiều hơn, gia đình vì điều kiện tài chính, nói thế đi, khi đoạn công bố tài chính xong thì thấy rằng mong muốn của con không hiện thực bởi vì nhà mình thì không muốn tiền. Thế thì bây giờ phải đi làm trước, đúng không? Thì cũng thế thôi. Thế làm thì thay vì chọn ngành, nghĩa chọn nghề, đúng không? Nghề nào thì có nghề trên thế giới. Ngành thì nó có 180 nghề thì chắc phải 10.000 nghề thì khó tìm hơn rất nhiều, vì nó không có chỗ nào để nó liệt kê tất cả các loại nghề nghiệp ở trên. Và đấy cũng là một điểm mà anh nghĩ rằng là cái tổng cục dạy nghề của mình đang hơi bây giờ, nhưng mà hình như nhà nước bây giờ cũng đang bắt đầu chú trọng vào việc đấy rất là nhiều, là hệ thống hóa tất cả những ngành nghề, cái gì thì phải có giấy phép, cái gì không phải có, bởi vì có những nghề nó sẽ phải có certified, ông phải không phải ông cứ thợ điện ông đi sửa lung tung nữa. Cái gì không phải có mình giờ đang hỗn loạn. Nhưng mà nghề thì nó dễ nhất là phải đi theo, nếu mà đã học nghề thì phải theo, nó gọi theo thầy. Trường lại không quan trọng. Đấy, thì vì sao các làng nghề ấy, là họ rất phát triển. Mà thực sự các làng nghề Việt Nam ấy là về hiệu quả kinh tế rất cao. Rất cao luôn. Nếu mà gọi là đi làm thu nhập thì ví dụ như bọn anh trong công ty anh hồi xưa cũng rất nhiều các bạn làm làng nghề, thì ở làng nghề thì cái bọn hàng cùng ngành nó thu nhập cao hơn nhiều. Và vì các bạn nó làm được nên là cầm tay chỉ việc, về bản chất đi học nghề là phải cầm tay chỉ việc. Và nó vào ngày hôm trước, hôm sau là làm luôn. Thì đi tìm
đấy, gara ô tô rồi là tất cả các chỗ nào đấy, làm sao mà xin được vào làm gọi là gì. Thực ra lập trình cũng là loại một nghề, nó cũng khá giống với những nghề khác, là nếu mà được vào có thực tập và có thầy thì nó tiến bộ nhanh lắm. À, thì sau đó thì nó dẫn đến chuyện là có bằng cấp đúng không, và nghề thì làm sao có bằng cấp được. Thì bây giờ cũng thời đại nó cũng được cái là nó cũng khá là cởi mở, hiểu cho nghĩa rằng là có thể bằng cấp muộn cũng được, thì không nhất thiết phải bằng cấp trước. Nên anh Liên Ninh là thôi từ từ để đi làm, sau này lúc nào cần bằng đại học thì em sẽ học, thì lúc ấy học sao. Nhưng mà với những cái chia sẻ của anh Nam thì anh thấy là có một đặc điểm rất quan trọng ở đây là sự chủ động. Tức là ví dụ như làm bạn trẻ đi, học sinh thì cũng phải tìm hiểu xem ví dụ có bao nhiêu ngành, rồi shortlist ra như nào, rồi tự chủ động. Cái câu chuyện là tìm hỏi xem là có quen ông này ông nọ ông kia không. Bố mẹ là người hỏi thì quen chứ. Con làm sao được, bố mẹ làm việc đấy. Bố mẹ sẽ là người làm chính việc. Xác. Chính xác. Em hỏi anh mà em bảo rằng là bố em lời khuyên gì cho bố mẹ. Chứ phải cho các con. Nhưng mà ví dụ nếu mà là các con đi, ví dụ như là em thì thấy có một thực trạng xảy ra là kiểu nhiều khi các bạn ấy cũng nghĩ ra các bạn nắm được rất nhiều thông tin hơn bố mẹ đi. Thế thì đây là câu hỏi muốn dành cho Đình Anh. Chắc là em cũng đã từng gặp rất nhiều bạn đồng trang lứa rồi, sẽ chắc là cũng đã trải qua câu chuyện kiểu chọn ngành chọn nghề rồi, chắc là tâm sự với nhau cũng nhiều. Em rồi, tâm sự rồi, bố tôi không cho, bố bạn không cho hay gì gì đấy. Thế thì làm thế nào để có thể là em có cái lời khuyên hay là cái trải nghiệm của em thấy như nào, làm nào để có thể thuyết phục được đúng không? Trong trường của em thì anh nghĩ là nó hơi dễ rồi đúng không? Đúng rồi, của em thì nó lại cái của em thì nó lại đúng nghề của bố mẹ, xong cũng bố mẹ thích quá, bố mẹ thích quá, bố mẹ sẽ đủ của em học lập trình. Thuyết phục câu hỏi của Việt Anh rất là hay. Đây là mình đang nói là trường hợp là các bạn ấy không chủ động đúng không? Đúng, các bạn chủ động lại, lại đến trường hợp bố mẹ không, bố mẹ không chủ động rồi mà bố mẹ lại không muốn đúng không, đúng. Ngăn cản đấy, thì cái này thì đây cũng là lời khuyên cho bố mẹ chứ không phải lời khuyên cho các bạn đấy nhé, đúng không? Bà. Nếu mà trường hợp con đã chủ động rồi thì thực ra đầu tiên phải đây là vui mừng đã. Bà. Cái thái độ tiếp cận cái việc này là vui mừng. Bà. Đúng không? Như vậy là con đã chủ động làm cái việc chọn được cái ngành, con đã quyết định rồi, đây là ngành môi trường, ngành này con rất thích và con theo, thì không sao cả. Đầu tiên là phải thái độ chủ động vui mừng. Mình có thể không thích bởi vì mình cho rằng ngành này không tương lai. Làm cái đấy mình biết, mình không thích là một chuyện nhưng mình phải biết là cái này không tương lai. Thế không thích thì theo anh thì không nên can thiệp. Nhưng dây giả sử trường hợp là mình biết là cái ngành này không tương lai, ít nhất là vì những thông tin của mình có, thì cái đầu tiên ấy là phải cũng phải cho tiếp cận thôi. Dễ nhất là các bạn ấy thích thế nhưng các bạn chưa biết, thì tại sao không dẫn, đúng không? Vâng. Theo đi, muốn dẫn nó đến. Nếu các bạn muốn là ngành này gì cũng thế thôi, thì đi tìm. Chính có khi các bạn đi tìm là các bạn ôi trời, mình không đi. Đúng không? Nên sau quá trình rất nhiều thử thách mà bạn vẫn quyết, đúng không? Và mình vẫn thấy rằng là cái này mới khó này, là không được, này không đúng. Nhưng mình có quyền quyết định vì sao mình trả tiền. Đúng không? Nói thế chứ bố mẹ mình trả tiền, con không có tiền. Tâm ra cái quyết định đấy là quyết định khó khăn. Nhưng mà trong mọi trường hợp thì anh trong kinh doanh thì nó gọi là cái những quyết định đấy bọn anh hay gọi đùa là cái good problem, tức là quyết định tốt, tức là một vấn đề nhưng mà tốt thì nghĩa là thế nào nó cũng tốt, tức là không thể có xấu được khi mình đã rất tìm hiểu rất kỹ và mình nói ra. Thì thực ra quyết định con nó theo mình hay mình con nó tự quyết đều là quyết định tốt cả, thì lúc đấy thì nó cũng dễ thôi, có thể dễ tung xú mà nói thẳng với con rất là rõ ràng. À, như vậy ba mẹ thấy, sau khi ba mẹ đã tìm hiểu xong đã thấy rồi, nhưng ba mẹ phải thực sự phải tìm hiểu thật chứ không nào mà tôi không thích cái nghề đấy. Tự nhiên hai ông đều không thích bởi vì cái thích ý, như cái quá trình cái kia, quá trình thích là một quá trình em phải đầu tiên phải biết nó này, sau đó em phải hiểu nó, sau đó em mới thích được. Nó rất khó, nhất là chưa học càng không biết được là thích hay không, thì lúc đó là mình phải theo, hoặc là mình sẽ hỏi nó là cái này là nguồn gốc ở đâu ra. Ví dụ là do ông Việt Anh giới thiệu thì ông Việt Anh là ai? Nếu Việt Anh mình thấy tin cậy được thì ok. Chứ còn gọi là vạn bất đắc dĩ, tức là gọi là hạ sách, là mình bắt phải theo cái người của mình mà mình cũng không lý giải được. Thượng sách, tức là cuối cùng sau một hồi thuyết phục thì là mình cũng bị thuyết phục, nó cũng bị thuyết phục. Tức là nó thuyết phục được mình. Đấy,
chung sách là cái việc là thôi mà tung du cái đường nào cũng tốt. Thì sai thì lại đó. Ờ thì làm sao thông tin nó ngang nhau được. Còn nếu hạ sách là mình đã sai, gọi như là không có đủ thông tin nhưng mình cậy cái quyền là mình trả tiền thì nó ấm ức. Có thể nó vẫn đúng nhưng nó sẽ ấm ức. Ấm ức thôi. Thực ra cả hai trường hợp đều nói nhau là mất công sức hết, và đấy là bài học lớn nhất của anh, là mà anh lúc về sau mình mới nhận ra. Thế thường bố mẹ lúc đầu là cũng không nhận ra đâu, tức là cái việc này là việc rất khó. Thực sự nếu mà muốn cho nó thành một cái tốt là mất rất nhiều công sức. Đường đường không biết bao nhiêu phần trăm thời gian, nhưng mà sau này cứ mỗi khi mà nhìn nhớ là mọi người cứ hỏi là bố mẹ bạn anh có cái tiếc nuối gì trong cái việc nuôi dạy con, thì mình chỉ có một cái đúng là mình không bỏ nhiều đủ thời gian cần thiết. Mà thực ra cho con cái đấy là nó cần nhất, kể cả đến 18, 20 tuổi cũng cần nhất là bố mẹ bỏ đủ thời gian cần thiết để nghĩ cùng. Ngụ suy nghĩ cùng thôi. Nếu ngày nào mà nó cũng được nói chuyện với bố mẹ về cái việc là con đang lúng túng cái này, con tìm mãi không ra được cái, thì khả năng lớn là cái lựa chọn đấy sẽ là đúng. Chứ còn cứ bảo phát mà ui tôi bận lắm bận lắm, thôi con mày tự quyết đi. Thế sau này trong công việc thế nhé, tự nhiên cá nhân anh cũng thấy rằng là có những lúc là mình lười thật, mình ngại, mình cứ bảo bọn nó cho các em tự quyết đi, nhưng thực ra mình trong lòng mình biết là mình ngại chứ không phải là mình thực sự mong muốn các bạn phải tự quyết thật. Vâng đấy, và cái này nó là cái thứ muốn cũng rất muốn chia sẻ với các bạn, là đặc biệt ở trong những vị trí mình có ra thể ra quyền quyết định, mình có thực sự là delegate cái quyền đấy cho người kia không, hay là chẳng qua là mình không muốn dây vào. Thực ra từ góc nhìn của em thì em lại có lẽ là từ góc nhìn mà hơi thiên về các bạn trẻ. Em cũng hồi em cũng hay được các bạn trẻ hỏi, ví dụ bây giờ tóm lại em thích cái này quá em, nhưng mà bố mẹ em bắt em học dự kinh tế chẳng hạn, mà em đã thích công nghệ, thích lập trình. Thế thì em có một cái lời khuyên mà rất là muốn trao đổi và chia sẻ với Đình Anh xem cái phương án đấy từ góc nhìn của các bạn trẻ đi, nó có hợp lý hay không. Anh ấy hay khuyên các bạn ấy là thực ra thì, có thật là em nói là em thích một cái ngành nghề thì nó, em hay bảo là nó giống như kiểu mình đi xin đi đầu tư ấy. Bố mẹ cũng là người đầu tư thì mình phải pitch làm sao để nó thuyết phục, tức là mình cũng phải có tìm hiểu, tức là mình phải biết rằng thích ở đây là thích vì cái khía cạnh gì, hoặc là tôi đã gặp ông này gặp ông kia, tôi biết rằng là ngành này ví dụ lương cao lắm, hoặc là bây giờ làm ở công ty này công ty kia, tóm lại nó rất là chi tiết và rất là cụ thể, plan thậm chí là tiền học các thứ này đó ABC. Thì đấy là lời khuyên của anh dành cho các bạn ấy. Có thể là lời khuyên của một người mà làm kinh doanh, làm business pitching, đi gọi là raise fund. Nhưng mà không biết là từ góc nhìn của em thì em nghĩ là có thể kiểu làm nào để thuyết phục được, vì hầu hết trong rất nhiều trường các bạn nói với anh là bố mẹ rất là cương quyết, và bố mẹ lúc nào cũng nghĩ là trứng khôn hơn vịt, tức là em hiểu. Biết cái gì đâu mà đấy. Thì có thể nghĩ về các bạn trong lớp em chẳng hạn. Đúng rồi, em có nói chung em nghĩ đơn, cách của em nó sẽ hơi gọi là hơi tiêu cực một chút, nhưng cũng không phải. Nói chung là đơn giản là mình sẽ phải chứng minh cho bố mẹ đấy là cái ngành đấy mình có thể sống được với ngành đấy, hoặc là mình có thể có được thu nhập với ngành đấy. Ví dụ nhé, em có một ông anh, ông ấy thích vẽ graffiti, tức là ông ấy vẽ vẽ đường phố, vẽ lên trên nghìn cái cửa ấy, vẽ bậy cũng được. Thì hồi đấy là bố mẹ ông ấy kể cho em là bố mẹ ông ấy rất là phản đối ông ấy phải làm việc đấy, kiểu không kiếm ra tiền xong còn đi kiểu dễ bị chửi đấy. Đó, thì sau đấy thì ông ấy mới bảo là ông ấy sẽ chứng minh được cho bố mẹ là ông ấy sẽ kiếm được với cái graffiti đấy. Nhưng mà cuối cùng thì không được, tại vì nó khó ấy. Thế là sau đó bố mẹ ông ấy mới đưa ra cho ông ấy một cái option khác, hoặc là làm designer, tức là làm infographic designer, cũng sẽ là vẽ, cũng sẽ là kiểu thiết kế, nó chỉ là trên máy tính thôi. Và cái graffiti đấy sẽ chuyển về sở thích của ông ấy. Và ông ấy vẫn kể cho em là đấy cái lựa chọn đúng đắn nhất về nghề nghiệp của ông ấy. Tức là nếu như mà mình, nó sẽ có hai case, nếu như mình chứng minh được là mình sống được với, mình có thể kiếm được tiền với cái đấy, thì ok, nó sẽ là cái mà mình có thể theo được bố mẹ. Em nghĩ lúc đấy thì bố mẹ cũng không nói được gì nữa rồi. Kiểu mình có thể tự sống được rồi, mình cũng không cần, hoặc là ít nhất là mình đã tự lo được rồi, tự lo cho bản thân được rồi. Còn cái trường hợp thứ hai là mình không kiếm ra được ấy, thì coi như đấy là, nó chỉ là sở thích thôi, mình không thể nào. Sau này mình sẽ có nhiều thứ bận tâm hơn, kiểu nhiều cái liên quan đến cái gánh nặng kinh tế của mình hơn ấy. Thì mình không thể nào dùng cái ngành đấy để kiếm sống được.
nên là mình phải bỏ mình tìm một cái ngành khác nó phù hợp hơn, có thể là không hoàn toàn chỉ là 50% giống ngành cũ thôi cũng được, nhưng mà còn lại thì cái kia sẽ phải sở thích, kiểu thi thoảng vẫn đi chơi, vẫn vẽ graffiti bình thường được. ít nhất ở đây là nó phục vụ được hai mục đích. Một là tự mình cũng sẽ tìm ra được cái thứ mà có lẽ là trông ngon ăn hơn, vì mình trải nghiệm cái kia mình biết là nó không ngon lắm. Đúng rồi, nó không như tưởng tượng của mình. Thứ hai là bố mẹ có khi là anh cũng nhìn thấy sẽ là từ góc nhìn của em là mới có con, em tưởng tượng thôi. Em nghĩ là nếu con em mà nó như thế chẳng hạn thì em sẽ nghĩ là trông nghiêm túc đấy. Tức là anh nghĩ rằng là đấy là good problem rồi, mà đấy là vấn đề tốt. Bố mẹ mà con nó yêu cầu là con đang rất thích việc này, nó lại phải chứng minh, nó chuẩn bị thì coi như là bố mẹ đấy phải hài lòng rồi. Đã gọi là nói nó còn chuẩn bị để nó thuyết phục mình, thì cái trường hợp mình đang muốn nói là tuyệt đại đa số là ngược lại, tức là nó cái ý ra chứ nó mà bây giờ thì bố mẹ muốn thế nào thì là mới là vấn đề lớn. Chứ con muốn thế này thì bố mẹ lúc đến nó rất khác, hoặc là đồng ý hoặc không đồng ý thôi, kể không đồng ý cũng không sao nhé. Anh ngồi Phoenix này, các bạn ấy có một bạn ngày lúc mới mở thôi, có một anh nhớ là cái bạn đọc 3 tháng bạn đã bảo rằng là bên kia nó nhận rồi, mới học được mấy tí thế bạn ấy học dầu khí. Thế mình nói thế sau hồi đấy tất cả những sinh viên mà cứ vẻ hơi ngấy là anh đều nói chuyện cả. Thế anh bảo là em thích công nghệ thông tin lâu rồi nhưng bố mẹ em thì bắt em đi học dầu khí vì bố mẹ làm trong ngành dầu khí, xin việc dễ hơn rất nhiều, lương cao. Thế nhưng mà khi em bắt đầu đi làm, em có lương tiền rồi, em quyết định được, tức là em tự quyết định. Thằng đấy là tư duy rất mạch lạc. Bố ra ông bà đã quyết định, mà cái ông bà quyết định điều đấy đúng, thấy có lý thì tội gì mà không theo. Thế cứ theo đi học xong thì nó có tiền thì nó bỏ ra đi học công nghệ thông tin. Và nó không biết được rằng bố mẹ nó khuyên rất đúng, vì khi mà nó, vì sao chỉ có 3 tháng nó đã được nhận ý? Bởi vì cái dự án kia nó đang làm về cho một dự án cho một công ty dầu khí. Nó đang rất cần một thằng biết về dầu khí, hiểu biết. Và nó bảo rằng cái thằng mentor, cái ông mentor thôi sang đây vào dự án với anh luôn, lập trình để anh dạy cho. Đấy, đâm ra tất cả những cái trường hợp này là anh bảo là good problem. Khi nó rất biết rồi, nó rất muốn, bố mẹ cũng đã khuyên khích, hai bên đều đã bỏ nhiều công sức rồi, thì quyết định thế nào cũng đúng, không sợ, nó sẽ không có hậu quả. Còn cái phần cái những cái hậu quả nặng ấy là do nó ý, đa phần hậu quả nặng là ông ý ra và bố mẹ lại nghĩ là mình biết. Đấy, thực ra nó đòi hỏi cái sự trung thực từ bố mẹ nữa. Bố mẹ đừng có phải là cứ có phải là vịt là biết là trứng đâu, còn vịt gì nữa chứ. Có thể cái ngành mình đang làm thì mình biết, ngành khác làm sao mình biết được, đúng không? Đâm ra anh Thành rất khuyên, nếu mà thực sự bố mẹ đang làm cái ngành nào và bố mẹ thực sự tin là cái điều tốt thì cố gắng thuyết phục con đi theo. Đấy, mà thông thường nếu mà bố mẹ bỏ nhiều đủ công sức thì khả năng lớn nó sẽ đi theo mình. Con không theo bố mẹ thì nó lấy thông tin từ đâu, đúng không? Tuyệt đại đa số những người bình thường, còn những học sinh xuất sắc thì chúng nó sẽ có những con đường riêng của nó. Nhưng mà xuất sắc thì không phải là vấn đề nữa rồi, chúng ta chỉ quan tâm đến 80-90%. Nó gọi là số đông inactive, số đông là không chủ động. Cái xã hội không phát triển được, vấn đề nó tạo ra là do người ta không chủ động. Chứ còn người ta đã chủ động thì quyết định sai người ta sẽ quyết định lại. Người ta không chủ động ấy, thì khi sai người ta đổ tại người khác. Tại tôi không đúng bởi vì ai này, vì ông kia bảo kia. Còn cái ông đã chủ động ấy thì sai thì tôi không bảo. Mình ngu quá, thôi mình sẽ làm lại. Nên toàn bộ mục tiêu của giáo dục hướng nghiệp là chủ động. Thế còn không phải là đúng hay sai. Ai dám khẳng định được cái chọn nghề đầu tiên là đúng? Không ai dám khẳng định điều đấy cả. Nhưng mình đã chọn. Vì sao anh bảo là so sánh với gia đình là vì thế, đi tìm bạn gái thì ông đi tìm, ông cưa đổ xong về sau là ông sai thì ông phải chịu chứ, đúng không? Và ông kêu ca gì nữa. Thế còn bố mẹ nó dẫn đến giới thiệu xong ông cứ ỏng heo xong cuối cùng lấy xong cái đấy thế chưa thế này thế nọ. Cái này anh chia sẻ mọi người đây không liên quan đến hướng nghiệp lắm, nhưng mà là một cái experiment, tức là cái một trong những cái thử nghiệm mà anh làm trước khi anh làm Phoenix. Thì anh cũng đã tương rất thể như vậy rồi, những người mà tích cực đã thì về cơ bản là không cần phải dạy, họ sẽ chọn và họ sai họ sẽ tự làm con đường khác. Thì anh thử nghiệm rất đơn giản, đi vào lớp là mình không dạy. Khi mình đi vào lớp thì mình không dạy, mình chỉ bảo, nhưng mà không được ra ngoài, bởi vì ra ngoài là giám thị kiểu như là giáo vụ sẽ bắt thì bọn này lưu. Nhưng mà không dạy thì các em muốn hỏi cái gì thì hỏi. Em nào có bài tập lên đây hỏi hết, nói cái gì cũng được, liên quan đến bài học mà không liên quan đến bài học cũng được. Thì phân hóa, lớp phân hóa rất nhanh, nó sẽ chỉ độ 3-4 đứa,
là xông ngay lên bàn đầu hỏi túi bụi là đủ thứ cả. Và độ chục đứa thì 6-7 đứa rồi đấy thì đi xuống cuối cùng để ngủ. Còn lại cái hội ở giữa là lúng túng không biết phải làm gì cả. Thế thì sau đó anh lấy cái ví dụ này anh kể đây là điển hình nhất, mà đây nó khá đúng. Tất nhiên là như vậy, ở trong bất cứ một tập thể nào, một nhóm nào, nó sẽ có độ 5% các bạn rất là tích cực. Hôm nay có anh thì bạn hỏi anh, không có anh bạn hỏi người khác, mà bây giờ nữa thì còn vô cái thứ để hỏi, bạn ấy sẽ tự học được hết. 7-8% các bạn mà đi ngủ thì thôi vô ích, bởi vì có nói gì nó vô nghĩa. Thầy giỏi thì chẳng có ý nghĩa mẹ gì cả, nó không nghe đâu. Đâm ra từ tôi ngồi đây là chịu. Như vậy mục tiêu giáo dục là 80% cái ông ở giữa này mà đẩy ông ấy lên phía trên, tức là cứ để một lúc thì cái bọn đi ngủ sẽ càng ngày càng nhiều hơn. Không làm gì thì cái bọn đi ngủ sẽ ngày càng nhiều hơn, và bọn đòi thì vẫn thế thôi. Còn đâm ra nghĩa là làm thế nào để cái bọn ở phía trên này nhiều hơn là được. Vâng, đúng rồi. À, là tự đó đó. Thì trong cái cuộc hướng nghiệp nó cũng thế. Anh tin rằng là con số nó khoảng độ 80-90% là thực ra là ý sẽ không biết là phải làm gì. Thì nó sẽ dần dần dần, nếu mà không làm gì cả thì dần dần nó hạ về sau, là cái hội đấy trở nên là cái hội bất mãn. Cái gì cũng không phải làm. Rồi sắp xếp thế nào ông cũng thấy là không đúng ý ông ấy cả. Bởi vì thực ra ông chưa bao giờ nghĩ là phải thì mình muốn gì cả. Thế thì trong gia đình, cái hướng nghiệp thì nó phải cả gia đình và nhà trường. Rất tiếc là nhà trường không có thời gian. Nhà trường, cái cấp 3 đáng nghĩa là phải cái việc này phải là chính. Thì gần như cái trường nó làm cái này rất hời hợt. Tức là tổ chức hướng nghiệp thì mời một cái ông công ty X nào đến đấy, xong nói linh tinh hồi không về. Tức là chẳng hiểu mẹ gì. Đấy, hoặc là cái ông đến tuyển sinh. Ông ấy bảo rồi, nơi trường tôi hay lắm. Nhưng mà cũng nó một buổi thì giải quyết vấn đề gì. Tham bộ là effort, là thời gian cả. Ở nhà nó không làm, ở trường cũng không làm. Nên nó dẫn đến là chúng ta càng ngày càng cái số mà thờ ơ nó càng đông hơn. Nó từ thờ ơ thì dần dần trở thành là bất mãn. Vì không tác động gì thì nó sẽ thành bất mãn. Thế cái mà khi mà anh làm cái thí nghiệm đấy, thực ra Phoenix anh cũng là một lần thí nghiệm. Tức là bây giờ làm thế nào để đẩy cái bọn ở giữa lên. Đấy, ví dụ như trong môn học mà đến anh biết là bạn bắt nó phải hỏi, tức là bắt buộc ông phải leo lên hàng đầu, không được ngồi dưới. Thế nhưng mà như thế thì nó không học, thế nó bỏ. Thế ta bảo là phải hỏi. Thế thì cái đấy là cái luôn trong đầu anh ấy, là đây là công nghệ thông tin, nó chỉ là một thứ thôi. Anh cho là cái gì cũng thế, nếu mà ông đã biến nó thành người tích cực được rồi, tích cực chủ động đi tìm kiếm, thì kiểu gì cái tìm kiếm đấy cũng là tốt cho nó. Kể cả đầu tiên là nó sai. Thực ra sai là quá trình học hỏi. Đấy, chứ không phải là mình tìm cho nó một nghề đúng, mà nó tự đi tìm một nghề. Nó quyết định rằng sau này nghề này là tôi thích làm cái này. Sau đó nó phát hiện ra cái này không có tiền. Không sao cả. Thì ông sẽ điều chỉnh được ngay mà, có gì đâu. Xã hội bây giờ nó cởi mở, học lúc nào chẳng được, cũng phải chết. Thế thì đấy là một cái mà anh cho rằng dù phải rất nhiều năm đấy, tức là mình thực sự có trải nghiệm, mình mới cảm nhận là thứ nhất là mình quan sát, hay là mình hệ thống nó lại. Nhưng cuối cùng lời giải nó cũng không phải dễ, mặc dù mình tìm được vấn đề nhé, giải nó không dễ. Vâng. Đi đòi hỏi nó phải có thời gian. Nhưng mà em thấy là thực sự cái này là một quan sát của em. Em không biết là đúng hay không, nhưng mà có một thực tế với câu chuyện là tại sao mà các bạn, rất nhiều bạn thiếu chủ động một tí, inactive, thiếu chủ động ở đấy là có lẽ là vì các bạn ấy bị đặt một số cái kỳ vọng nó chưa được chính xác lắm. Em ví dụ như thế này cho nó cụ thể hơn. Là ví dụ như ngày xưa hồi còn bé thì đi học rất nhiều bạn đã chỉ gia đình chỉ tập trung vào mày phải học thật là giỏi, tức là học phải rồi, cao phải giỏi, điểm cao thì thế là ngoan, là, rồi, rồi. Là tốt. Thì nó không có một cái ngược lại. Ví dụ ông nào mà lười học, ông nào không thích học, ông nào bảo tôi thích vẽ, tôi thích hát hơn chứ còn học văn như ông Đình Anh bảo là học văn không thích, thì giả sử như là rất nhiều gia đình và rất nhiều phụ huynh sẽ bảo là thế là không được, nói chung là thế đúng, làm sao đúng. Có tương lai. Thế thì cái đấy đúng. Thế đấy là cái vấn đề ở đây, anh đây vấn đề rất hay. Thế là nói về sự chủ động thì không có bất cứ một cái tiêu chí gì để đánh giá cả. Vâng. Người ta đánh giá điểm, đúng không? Vâng. Học sinh giỏi, diễn là điểm cao, đúng không? Vâng. Đấy, và cái này cũng là cái khá ngạc nhiên. Anh cũng đi vào giáo dục rất ngạc nhiên. Rồi là đến lúc mà đi, không phải là chỉ trong phổ thông đâu, đi đại học ông cũng đem bảng điểm đến nộp. Thì thực sự là mình không quan tâm đến cái bảng điểm đâu, nhưng mà cái duy nhất để chứng minh được năng lực của các ông ấy là bảng điểm.
toán 8,5, si cộng cộng 7. 7 với 6 thì mình thực sự chẳng thể khác lại nhau cả. Nhưng mà thực tế đây là như thế. Thực ra khi quay lại giáo dục chúng ta thấy mới rất hay. Tức là cái câu chuyện là tại sao phải có điểm và nó sắp xếp như thế nào là câu chuyện nó đã hình thành từ rất trước rồi. Từ khi mà cái giáo dục nó còn rất ít, nó không phải phổ cập. Vâng. Thế nhưng mà gần cho đến bây giờ chúng ta đều nhìn thấy được rằng là nếu học sinh tích cực, ví dụ ông này một tội văn ông chấp nhận thấp, ông chẳng lẽ không thích, ông giáo toán rất giỏi, thì chẳng có gì chứng tỏ là ông không thành công, mà thậm chí khả năng thành công còn cao hơn. Ông học cái gì cũng giỏi nhưng mà không hề có đánh giá gì cả, và trong con mắt của trường cũng như của phụ huynh là một ông học kém. Thì quay lại câu chuyện anh tranh luận với các bạn thì thế nào là học sinh dốt. Các bạn cứ bảo là dốt không dạy được đâu, thì thế nào là dốt? Là dốt là điểm kém. Điểm kém thì chứng tỏ là dốt. Điểm kém rất có thể là nó thị trường, đúng không? Hoặc là như tiếng Anh nó không thích. Nó không thích không? Không thích. Chẳng gì chứng tỏ nó là dốt cả. Đúng. Chỉ khi nào nó tự lựa chọn thì mình biết là nó dốt hay không nữa. Đúng không? Vâng. Chứ còn bây giờ mình đang áp đặt thì nó không thích thì nó dốt thôi. Như vậy là chúng ta tất nhiên là thay vì gọi là khi tìm được vấn đề thì phải tìm ra lời, phải đưa ra lời giải để làm thế nào. Vấn đề thật là có trong các trường truyền thống hiện tại cũng như bố mẹ. Và vì trường như thế nên bố mẹ cũng theo như thế, là cứ xem điểm rồi. Thì cá nhân anh cho rằng nhé, là cái đấy chưa đủ. Cái đấy là một cách học passive, tức là người ta nhồi vào mình nhớ được nhiều thì điểm cao. Ôi chứ anh đi điểm cao lắm, mình cũng chẳng học mấy, nhưng mình nhớ tốt thì có cái gì. Mình nhớ tốt, nhưng đi làm thì kỹ năng đấy chưa đủ. Thậm chí còn là không phải kỹ năng quan trọng nhất. Quan trọng nhất đấy là bản lĩnh, dám ra quyết định, dám chấp nhận sai. Thì cái tính chủ động ấy. Thì cái thế hệ của bọn anh là một thế hệ mà anh cũng kể đây là tiện thể chia sẻ thôi. Tức là hồi xưa bọn anh là được kỳ vọng khá nhiều đấy, là chọn những người giỏi nhất để đi học, rồi là được nhà nước coi như ưu tiên, coi như là tạm gọi là bây giờ học bổng thì tất nhiên là so bây giờ rất bé, nhưng mà so đấy là rất to. Tức là tất cả những điều kiện tốt nhất, đi sang bên nước ngoài học cũng những trường tốt nhất, với mục tiêu là gì? Là ông này dẫn dắt cái sự thay đổi khoa học công nghệ của đất nước. Đấy là mục tiêu được giao nhiệm vụ trước khi đi học. Nên kỷ niệm 40 năm, 50 năm xong ấy, thì thực sự là có khi mà kỷ niệm hồi đấy là kỷ niệm bao nhiêu năm, 50 năm thì anh không nhớ, em 40 năm thì bọn anh cũng nhìn lại, cũng có một anh nói rằng là thực sự là chúng tôi đã được những cái sự ưu ái rất lớn của đất nước, nhưng chúng tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì cái sự tụt hậu về khoa học công nghệ của Việt Nam từ hồi chúng tôi đi đến bây giờ lại còn nhiều hơn. Sau khi chúng tôi về thì còn tụt hậu nhiều hơn. Tức là chẳng gì, đáng nhẽ là kỳ vọng của các cụ là mình gọi là thu hẹp khoảng cách, nhưng khoảng cách nó xa hơn rất nhiều. Thì mình đã thấy rất rõ như vậy. Hồi xưa cũng chỉ đánh giá mỗi là học giỏi, nó không có tinh thần khai phá, nó không có bản lĩnh, không có dám sợ sai, không dám quyết đoán, là những cái bản lĩnh mà các cụ có. Việc cũng đánh nhau, hồi xưa các cụ có môi trường rất là thử thách rất lớn, nó đánh nhau. Thì mình không có, thì các cụ tưởng là mình có, đúng không? Hồi xưa mình vừa học giỏi vừa đánh nhau giỏi, tất nhiên là việc đấy cũng làm được. Thì những ông nào mà phải chấp nhận được ra ngoài đánh nhau ấy, thì đúng cái hội đấy mà lại có bản lĩnh để sao làm. Cái hội Đông Âu mà về sau này làm được rất nhiều việc lớn ấy, chẳng qua là ông phải tàn vỡ phát thì ông cạnh tranh. Thế là ông để tồn tại được thì nhà nước giải tán thôi. Không học bổng không biết gì cả muốn làm. Thì ông ấy có bản lĩnh lắm, ông lại có thông minh rồi, có bản lĩnh nữa. Thì cái yếu tố mà đào tạo về cái tính chủ động này, tính bản lĩnh, dám ra quyết định, dám chấp nhận sai là không khó, và có thể đấy mới là sự thiếu hụt lớn nhất của giáo dục, đặc biệt là trong ngành hướng nghiệp. Đấy. Thì ông tạo được thì cái này là cái thì làm thế nào, bây giờ có rất nhiều cái chương trình ngoại khóa để giải quyết vấn đề đấy. Thế nhưng mà anh thì anh xem chương trình ngoại khóa thì chủ yếu là rèn luyện thể lực. Cũng tốt. Thể lực cũng cực kỳ tốt rồi, công nhận. Đã mong hay biết cái gì rất tốt rồi. Nhưng mà trong cái thời đại internet này thì cá nhân cái đối diện với những thay đổi về công nghệ, anh cho mới là cái quan trọng. Tức là dám thử thách đối diện những thay đổi về công nghệ, không hoang mang. Cái tinh thần đấy thì nó sẽ công nghệ thay đổi kiểu gì tôi cũng sẽ chấp nhận. Muốn thế là cũng phải rèn luyện
từ lúc ngồi trong trường. Chứ bây giờ hỏi ông tổng giám đốc như tôi bảo bây giờ là bọn ChatGPT nó nhảy ra rồi, bây giờ làm thế nào hả anh? Thì còn giỏi biết. Bây giờ mới nhảy vào thì mới biết được cách nào nữa đâu. Không thì đợi đi để xem 3 năm nữa xem thằng nào nó chết thì mình từ từ mình sắp xếp. Có ai lựa chọn đúng không? Một là nhảy vào ngay, sai để điều chỉnh. Đấy, dùng đi. Thì rất may là anh, cá nhân anh ấy thì được, anh cho rằng là cái bản lĩnh này là mình có được trong cái thời gian mà thực ra mình bị áp đặt, bị buộc phải đi ra nước ngoài. Rồi làm xuất khẩu phần mềm là phải cạnh tranh, là cạnh tranh toàn cầu, đúng là bọn xung quanh nó hổ báo lắm. Thì mình thì có lựa chọn là chết hay là phải học cách để mà sống. Nhưng mà vì mình lựa chọn, nếu mà giả sử không phải lựa chọn mà được giao nhiệm vụ nhé, là mình bỏ về rồi đấy. Khó lắm. Nhưng vì tự nhận. Thế bây giờ làm tiếp à? Bây giờ bỏ về à? Mình xong rồi mình nhận rồi bỏ về thế nào được? Nếu trong công ty anh ấy thì bao giờ khi bất cứ một việc gì mới mà khó thì cái tinh thần xung phong là quan trọng nhất. Tinh thần chủ động, tôi sẽ nhận việc này. Xong em bảo như thế thì không kiểm tra CV à? Không test trình độ à? Mình bảo là anh mới bảo rằng là cái thằng mà đã chủ động ý thì thường nó phải thằng giỏi. Thằng dốt nó không dám chủ động đâu. Kém thì đời nào dám sung ra nhận. Cái ông nó nhận nó bao gồm khả năng lớn, bao gồm người hay nhất của ông chủ động ý, là ông không bỏ cuộc. Ông sẽ không bỏ cuộc. Và rất nhiều việc chỉ vì không bỏ cuộc mà thành thôi. Vâng. Rất rất nhiều việc. Chứ còn mình cứ giao phát lắm. Úi dồi, khó lắm, khó lắm. Cái đấy thì chẳng khó. Nếu mà đi sâu thì cái gì cũng khó. Chúng ta khi mà chúng ta làm những cái việc, bởi vì thế anh đánh giá rất cao từ kinh nghiệm bản thân mình này. Xong đến lúc từ mình phải đẩy ra. Thế còn thực ra nếu mà không có 10 năm ra ngoài, bạn bè anh hôm trước vừa mới gặp thì mình kể lại câu chuyện, úi dồi ôi không ngờ là mày hổ báo thi, mày tưởng là hiền lắm. Thì tôi ngồi với các ông các bà thì mình thì tôi phải hiền thì mình có đánh nhau đâu. Đúng không? Rồi ngồi toàn bọn nó thông hổ báo như thế, mẹ nó mẹ hở ra là nó gọi là hổ báo quá đáng, hở ra là lấy tiền mình. Em cái hình dung anh cứ đuổi sau đánh nó chắc chắn mẹ bọn em từ quê lên Hà Nội 99.99% là sẽ gặp ngay thằng lừa đảo đầu tiên. Ngược lại thì đối với mình cũng đúng, mình mà sang Silicon Valley thì 99.99% cái người đầu tiên mình gặp là lừa đảo. Em mới sang đấy nhưng mà mày hoặc là chưa biết. Cái khả năng lớn để chú để sao thế nào ra nó mới hỏi thế nào là nó lừa mình, đúng không? Thì anh có định nghĩa, thực ra nó không có lừa đâu, đây là lừa nó với cái câu trong ngoặc kép thôi, đúng không? À anh vào thế này định nghĩa cho dễ đi, nếu cứ gặp nhau ở môn thắm thiết xong thì thằng nào mất tiền, nếu mình mất thì chứng tỏ là nó đúng mình, còn nếu nó mất thì chứng tỏ là mình đúng. Rất dễ để thì không sao cả, mình chúng ta sẽ gặp, chúng ta sẽ mất tiền. Nhưng mà chúng ta đừng biến cái việc mất tiền là thành công. Rất nhiều ông đi sang chụp được cái ảnh về, ui dồi em gặp thằng này kia thế này phải đóng bao tiền. Đóng tiền thì phải mất thất bại rồi lại còn cứ nói làm gì nữa, khổ quá. Nếu mà nó phải đóng tiền thì chụp ảnh mà vĩ đại, mà thật đóng tiền thì không có chụp ảnh. Nếu đã đóng tiền rồi không có chụp ảnh. Thì đấy là simplify nó lại, tức là làm đơn giản lại để có một cái tiêu chí để mình biết là nếu mà đi ra ngoài va chạm cạnh tranh thì khả năng lớn là mình sẽ bị thua rồi mình mẹ. Nhưng mà cái đứa chủ động ấy là nó không bỏ cuộc thì nó sẽ học hỏi từ những cái đó ra. Vì thế anh bảo là cái tinh thần đấy phải được nuôi dưỡng trong trường, mà trong trường lại không có, hiện tại nó chưa có, cái chưa học hết học thuộc mười điểm thì rời, thì có gì chủ động đâu, thì hỏi trả lời thôi. Thì cái mơ ước của anh thực sự bọn anh cũng đang thiết kế một cái chương trình đấy tạm gọi là ngoại khóa, nhưng mà bắt buộc từ ngoại khóa tức là ngoài cái kia bắt buộc là phải học mỗi ngày, phải lên mạng học 2 buổi 2 tiếng phải lên, tức là tự nguyện không có đâu. Nhưng anh yêu cầu phụ huynh, tất nhiên phụ huynh bảo mình thế, thì nếu phụ huynh mà ủng hộ cái việc là phải rèn luyện cho một cái thói quen như chủ động lên mạng, chủ động tìm kiếm những câu trả lời. Có thể lúc đầu không tìm ra, không sao cả. Vì tốc độ mỗi người chậm nhanh khác nhau. Nhưng mà nó cũng như là bất cứ một thói quen nào khác. Nếu mà chúng ta rèn luyện đủ lâu ấy, chúng ta sẽ tự nhiên vào cái thói quen. Thì cái chương trình mà bọn anh định làm là cái mục tiêu cuối cùng ấy, là sau 3 năm ở cấp 3, ngày nào cũng lên mạng 1-2 tiếng để học một cái gì đó. Theo chương trình cho trước mình phải kiểm tra, ông cứ bảo nó học, không học thì sao? Phải hỏi, hôm nay học được cái gì rồi?
thì tuyệt đại đa số sau 3 năm thì cái số 80% ấy, thì bây giờ nó chỉ còn độ 4% thôi. Còn lại 4% nó bảo ơi giời tưởng gì, biết rồi. Cái này tôi lên tôi hỏi cái này là ra ngay. Nó chỉ cần thế thôi. Thế còn nó chọn cái gì? Lúc đấy là việc của các bạn ấy rồi. Và anh thì anh nghĩ là với tư cách phụ huynh thì anh nghĩ phụ huynh sẽ rất mừng. Còn phụ huynh lại được trẻ con nó xông ra nó bảo bố mẹ ngồi im đấy để con làm việc này cho thì quý quá. Thì bố mẹ nên là vô cùng cảm động vì con mình nó đã trưởng thành. Đấy. Thì đấy là cái mà em kể nói là câu chuyện của em là cái sự tương tác giữa phụ huynh và học sinh và cái thái độ đối với việc nghề nghiệp nó là cái gì là quan trọng. Thế còn bây giờ mình đánh giá học sinh thì dốt lắm, hư lắm, rồi là suốt ngày lên mạng chơi. Thế đúng là nếu mạng không biết có mục tiêu gì thì đúng là lên chơi thật. Đi ra đường mà không mục tiêu thì hiển nhiên nó phải đi chơi chứ còn đi đâu nữa. Đúng không? Thế nhưng mà nếu có mục tiêu thì nó khác. Hôm nay ta phải ra đường, ta phải làm được cái này việc kia thì tự nhiên là cái thói quen đấy nó dần dần là điều chúng ta phải chủ động. Nhưng cái đấy là cái sai lầm chứ anh nghĩ rằng cái đấy tự nhiên có. Thế hệ trước có thể. Đúng là mình nghĩ lại tại sao hồi xưa mình lại luôn luôn chủ động như thế, bởi vì thực sự hồi xưa bố mẹ không dạy gì cả thật. Tức là cho ăn xong là hết chuyện. Còn lại là phải tự lo hết. Nhưng bây giờ nó không có cái điều kiện như thế nữa. Thực ra thì việc điều kiện tốt hơn chứ không phải là thì được chăm lo nhiều quá thì nó mất. Mất đấy, 80% sẽ ngồi y ra. Đợi ai đó nói. Và nếu chúng ta không tác động thì dần dần nó trở thành cái hội bất mãn. Cái gì cũng không hài lòng. Sao cái gì anh ngửi nhìn thấy nhiều lắm. Gia đình không phải không có điều kiện, có tiền. Nhưng học cái gì ông cũng không hài lòng mà không đúng sở thích. Rồi không đúng, rồi còn sở thích gì thì không biết. Thế thì cái những người lao động như vậy xong lại vào cái công ty thì em bảo còn năng suất lao động gì nữa, đúng không? Thì nó cũng sẽ tốt nghiệp cả thôi, bây giờ có ông nào không tốt nghiệp đâu. Rồi là cũng đi học cả thôi vì 100% rồi trước sau rồi cũng có việc làm hết. Thế nhưng mà như thế là một cái lực lượng lao động rất passive. Thì tất nhiên không bao giờ 100% cả, nhưng anh nghĩ rằng ít nhất nó cũng phải còn độ 50% là active đi, 50% passive đi chứ 80-90% nữa. Cái số active bây giờ anh nghĩ là chỉ độ 5%. Đấy là vấn đề của cái đất nước này. Năng suất lao động tất cả đang ở đấy hết. Chúng ta chỉ dựa vào cái năm ông trên. Em cứ đề nghị các trường khoe xem. Các trường khoe thành tích, bao giờ khoe những cái thằng rất là giỏi, đúng không? Vâng. Thì cá nhân anh cho rằng những thằng giỏi này thì ra nó học trường nào nó chẳng giỏi. Đây không phải thành tích của trường. Đấy là do nó đẻ ra nó giỏi, bố mẹ nó khuyến khích nó giỏi. Thế còn cái bộ giữa này chứ, tuyệt đối không ai nói. Không ông nào sau được trung bình của trường thôi. Tức là bên hồi trước ở Mỹ cũng có một cái cố gắng để đo cái hiệu quả của trường bằng cái sự tiến bộ của từng thằng một, chứ không phải cho bạn tốt. Thế nhưng mà khó, đến rất khó. Tức là làm sao trong suốt thời gian trường thì thằng ấy bản thân nó tiến bộ lên như thế nào. Đấy, thế là cái thái độ của nó mà nó đã improve được như thế nào. Thì thôi không sao cả, anh thì nghĩ rằng là mình là nước nghèo thì nó có một lợi thế. Nước nghèo thì luôn có lợi thế là ông hungry thật. Đấy, đói thật thì nó động lực mạnh. Nó động lực mạnh hơn đói kiểu Steve Jobs lắm. Đói thật đúng không? Thì cái điểm mạnh của mình chính là đang đói thật. Đang đói thật thì là gọi với nói vì đói thật thì đương nhiên nó phải chủ động thôi. Nhưng mà cái đâm ra vấn đề lớn thì lại nằm ở chỗ nhưng ông lại không đói thật. Ông nói thật. Có điều kiện hơn. Là làm sao để chuyển đổi những cái đối tượng đấy thành những đối tượng năng lượng tích cực thì nó sẽ thì mỗi người một tân một tay thôi. Thực ra là bố mẹ gia đình là quan trọng nhất, là phải khuyến khích sự chủ động, yêu chủ động. Đừng bao giờ lo cái việc mà con nó cãi mình quý quá mẹ. Nếu mà nghĩ được bố mẹ cứ nghĩ được thế là tốt rồi. Ui, tự nhiên nó có ý riêng của nó muốn thế này thế kia thì mình chỉ phải kiểm tra xem có đúng thật không, ai tuần cho nó cái đó. Thế thôi, chứ còn như vậy là phải là một vấn đề tốt. Good problem. Yeah, good problem. Nếu mà chuyện nhà nào cũng thấy quý quả thì tự nhiên là mọi thứ nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Rất ok. Nhưng mà anh muốn chuyển một tí về góc nhìn của em đi. Là một người trẻ. Anh nghĩ em sẽ có... Anh bây giờ là
thế hệ Gen Z là có nhiều cái mà cá nhân anh còn không hiểu. Thực sự là anh không thể biết được các bạn, bởi vì điều kiện sống này rồi điều kiện phát triển nó rất là khác. Thế thì anh Nam thì có rất nhấn mạnh câu chuyện là chủ động. Thực ra chủ động nó sẽ là một cái mục tiêu, nó nên là mục tiêu rất là quan trọng. Em thì là một người thì đương nhiên là em chủ động rồi. Nhưng mà vấn đề ở đây là câu hỏi của anh nó là có thể là em chủ động đây là vì em nằm trong top 5%, vốn em đã chủ động sẵn rồi. Hoặc là đấy cũng có thể là một cái chủ động mà em bằng một cách nào đấy em được trang bị để em có thêm. Nhưng mà có một cái nữa là em sẽ quan sát được rất nhiều anh em, bạn bè, thì em sẽ nhìn được đại bộ phận. Thế thì không biết là từ góc nhìn của em thì em nghĩ là cái sự chủ động đấy có thể rèn luyện được không? Và nó rèn luyện, nếu mà với các bạn trẻ, ví dụ như rất nhiều bạn mà xem podcast này có khi là tầm tuổi nhỏ hơn em, thì các bạn vẫn còn thời gian để các bạn đấy luyện tập cái đấy, hoặc là kể cả lớn hơn vẫn có thời gian để luyện tập nếu có một cái phương pháp. Anh nghĩ là phương pháp của anh hoặc là của anh Nam thì chưa chắc đã là những cái mà nó đúng với bối cảnh của các bạn đâu. Thì anh rất muốn nghe cái quan điểm của em. À, em nghĩ là chủ động thì mình lúc nào mình có thể luyện tập được, kiểu nó giống thói quen ấy. Thay vì việc mình đi kêu ca về cái vấn đề đấy, mình sẽ tìm ra solution cho vấn đề đấy trước ấy. Ví dụ như là có một cái môn học ở Phoenix mà em khá thích là môn công dân số, nó dạy bọn em hay cách sử dụng Google để tìm kiếm thông tin ấy. Ừ. Thì ví dụ như là ngày trước nếu như mà em hồi em bắt đầu học em không biết một cái gì, thường em sẽ mò rất là lâu, hoặc là em sẽ hoặc là em sẽ phải bỏ hẳn cái bài toán đấy đi, hoặc là bỏ hẳn cái phần mềm ấy, tại em không làm được. Nhưng mà sau bây giờ thì một thời gian em từ lúc em học cái môn đấy và cả qua một quá trình kiểu em tạo thành một thói quen ấy, là không có một cái bài toán nào đấy mình khó ấy, thì mình sẽ hỏi Google trước, hoặc là bây giờ sẽ là ChatGPT. ChatGPT rất dễ dùng, mình cứ đưa đáp án và đưa câu hỏi vào cho nó trả lời cho mình thôi. Thì đấy là một cách mà em nghĩ lại nó luyện tập được sự chủ động của em khi mà em tìm kiếm thông tin nhiều. Thì còn nó sẽ linh ra một chút, ví dụ sự chủ động về việc hướng nghiệp chẳng hạn, thì em nghĩ đơn giản là mình, em không rõ nhưng mà có thể nó vẫn sẽ thuộc vào cái top mà mọi người đang nói, top trên ấy. Nhưng em nghĩ là sau này mọi người đều sẽ cần phải cân đo đong đếm về việc là mình sẽ làm gì để mình kiếm sống ấy. Nên là lúc đấy thì kể cả là có, trừ khi trường hợp là nhà đấy nó đã rất giàu rồi và nó có thể nuôi cả đời thì không nói, nhưng mà nếu như mà đến cái trường hợp đấy rồi thì em nghĩ mọi người sẽ tự phải chủ động, và thế mọi là... người sẽ kiểu bị đẩy vào hoàn cảnh góc rồi ấy. Thì mọi người phải tự chủ động tìm một cái gì đấy nó là cái nghề nghiệp hay sao của mình, hoặc nó sẽ giúp cho mình sống được, rồi nó sẽ giúp cho mình có thể kiếm được tiền. Còn đó là cái không biết là cái ý của anh đang hỏi là nếu mà em để ý, em là đại diện cho cái thế hệ của em chứ có được nói một mình em đúng không? Thì em vẫn đang bị bias về em rồi, em vẫn đang bias về em. Để các bạn khác thì theo em thì thế nào? Thì cái cách nào có... Hoặc là có khi là góc nhìn của anh Nam hoặc là góc nhìn của anh đang bị hơi tiêu cực, có khi là không phải đến 80%, có khi hoặc là trong lớp mà mọi người đã chủ động chưa, và theo em thì làm thế nào để tác động được? Nếu em có quyền, có cơ... Vì em là người trải nghiệm, anh nghĩ là em sẽ rõ nhất. Thực ra kể cả có một vấn đề với câu chuyện kể hướng nghiệp hay bất cứ chuyện giáo dục đi. Ví dụ như đấy, trong lớp thì bao nhiêu bạn này cứ có vấn đề thì đi tìm ra Google để hỏi. Thì có nhiều không? Không nhiều lắm đâu, không nhiều lắm đâu. Tao hầu hết bây giờ thì là thôi đúng không? Sẽ là thôi, tại vì nó khó quá. À, tức là thay vì đi hỏi thì thôi đấy. Thì nhưng mà thôi ở đấy thì các bạn ấy hài lòng với câu chuyện thôi đấy, hay là thôi chứ thôi thì thôi. Thì thôi thì thôi thôi. Không tìm hiểu nữa. Kệ à, tôi là kệ. Mình có thể chuyển sang cái khác. Em là em sẽ bị kiểu khó chịu, không... Đa phần bây giờ chúng ta nhìn thấy ngay ngoài đời ở trên mạng xã hội, tất nhiên là ông nói phát là mọi người tin ngay, là không ai nghĩ là đi kiểm tra lại cả. Mặc dù công cụ để kiểm tra rất là dễ. Vâng. Nó không có cái thói quen đấy. Đấy, cái ý của Đình Anh ấy là không có thói quen. Đấy. Và phải bắt đầu xây dựng những thói quen từ những và sớm nhỏ nhất. Sớm thì rồi ok, Đình Anh đưa ra ý rất hay, tức là mà không có tiền thì sẽ thay đổi nhanh lắm tức là đây là ý mà khá nhiều người dùng, tức là cắt mày phải tự lo mỗi ngày chỉ được từng này thôi. Thì anh nghĩ cái đấy đầu tiên là đúng, đầu tiên là phải không cho bọn nó cảm giác là thế nào cũng được. Đấy,
Thế nhưng mà nó không thật, vì nếu nhà có tiền thật cứ bảo là không có thì khó. Thế là nó cũng biết thừa là cái đấy là không phải thật. Đâm ra mình nghèo thật là tốt nhất đúng không? Thế nhưng mà cuộc sống của mình để tiến lên, các bạn, nếu cứ nghèo thật tốt thì thôi, cái dân mà nghèo thì họ sẽ tất nhiên là bươn trải ra đây đem giấy đánh giày đánh giết này, nó học tiếng Anh vèo vèo này ai bảo, bởi vì nếu không thì nó không kiếm được tiền thôi. Thế nhưng chúng ta thực tế hơn đi, vào những cái đối tượng mà thực sự anh can cho rằng là những cái ông mà đã có học hành cẩn thận, điều kiện tốt, nếu thì ông sẽ làm được, ông sẽ đi lên nữa. Chứ còn chúng ta từ zero mà lên 0.1, 0.2 thì ok cái chuyện này, nhưng từ đến đến 1 bắt đầu trở đi thì thực sự lúc này cái chủ động nó mới là cái có thể gây impact lớn cho xã hội được. Thì anh nghĩ đi nghĩ lại rồi nó cũng chiếu cách là bắt buộc là ép rồi nó thành thói quen. Muốn thành thói quen thì đầu tiên vẫn phải ép. Thói quen gì đi chắc ép đủ lâu thì thành thói quen. Thì đấy, thì cái vấn đề là mình có thể ép sai, ép cái thứ đấy. Đánh răng những cái là ví dụ đánh răng là điển hình nhất, tránh thằng trẻ con nó thích đánh răng. Tất nhiên đánh răng là tốt hay xấu thì chưa biết, có thể đánh răng cũng là không tốt lắm. Vì bọn thuốc đánh răng nó bảo tốt thôi, chứ còn thực ra hồi xưa không đánh răng có làm sao được. Thế nhưng mà nó là ví dụ điển hình, nếu mà cái này là cho là tốt. Đấy, ví dụ anh rất ủng hộ cái quan điểm của Đinh Anh là phải biết tra Google. Tra Google không dễ nha. Đấy, thì chắc đến khi mà ông đã thành thạo Google thì chắc thì nó chỉ là ông có mừng quá, tự nhiên là thấy ai hơn ạ. Nó đơn giản, dễ hơn. Vậy nhưng mà cái cách suy nghĩ giống nhau. Nếu trước đây phải mất độ bao nhiêu mới ra thì bây giờ nhanh hơn rất nhiều. Còn ông mà đã không bắt đầu chỗ này thì cái này thì ông lại thành mối đe dọa. Ôi dồi ôi, thế này thì mình làm gì nữa. Đấy, thì mà cái ông đã cảm giác là đe dọa ấy, thì tất nhiên trong cuộc anh bảo bao giờ cũng sẽ có những người như thế này như thế kia, nhưng vấn đề của mình là cái lớn quá, đâm ra cái ông 5% này không kiểu gì ông tác động lên được cả. Cuối cùng là xã hội rất, lúc nào cũng rất là pessimistic, tức là lúc nào cũng bi quan, lúc nào cũng thấy toàn vấn đề. Thực tế em có thấy thế không? Gặp ngoài thì nói chuyện lúc lại thấy toàn vấn đề đấy, bởi vì chúng ta không có thói quen là đi tìm lý giải. Chúng tôi bảo là bây giờ em ví dụ đấy, ngưỡng nghiệp nó rất điển hình, em không có nghề nào phù hợp với em cả. Nhưng mà anh em bảo câu trả lời mà em tìm mãi mà chưa được nghề nào phù hợp thì nó là cái khác hẳn, đúng không? Anh chỉ cần nói thế thôi, em tìm mãi mẹ vẫn chưa tìm được nghề phù hợp là thành công rồi. Nhưng như đấy trước sau rồi nó cũng sẽ tìm ra. Thế còn cái chuyện là chưa tìm được phù hợp, không có nghề phù hợp thì là bình thường, nhưng có cái gì đâu, làm sao được. Thì cái thái độ thờ ơ rồi mặc kệ thì chắc chắn cuộc sống tối thiểu đã được đảm bảo rồi, đúng không? Vâng, đúng. Thì cần gì, thì lúc đấy nó dẫn đến đấy, thì bây giờ trong quốc gia thì nó gọi là bẫy thu nhập trung bình, quốc gia thì nó rất rõ là rất ít ông vượt qua được, gia đình thế thôi, thế tiền đủ ăn đủ mặc thì còn cố gắng nữa. Thế nhưng trong khi đó vì sao mà anh, thực ra đấy cũng là một mục tiêu anh cho là cuộc đời thì thế cũng chẳng có gì xấu cả. Thế nhưng mà vấn đề của mình có nhiều cơ hội. Hiện tại bây giờ chính internet nó mang lại rất nhiều cơ hội, nó xóa nhòa cái khoảng cách đi, tạo cơ hội. Mình đang hồi xưa em có muốn không được đấy, chính vì có internet, vì có connection, vì có thông tin ở trên đó, thì cái ông nào chủ động ấy thì cái cơ hội thành công rất là cao. Chứ hồi xưa em có chủ động em cũng không thành công, không cách nào. Bởi vì quá nhiều cái rào cản giữa biên giới với nhau, thanh toán mua quyển sách nó khó đấy. Em có chủ động mua sách, có gì muốn mua cũng không được, có tiền cũng không mua được. Bây giờ kiến thức, một là kiến thức là không biên giới, tài chính là không biên giới. Ở đây không đầu tư, bên kia có thằng đầu tư ngay, đúng không? Kiến thức không biên giới, quan hệ không biên giới, em có thể nói chuyện. Cái sự thành công nghĩa là đâu mà anh ngồi đấy anh khá ngạc nhiên là tại sao. Hồi đấy anh cứ hỏi là cái ngành nó, ông là pioneer ở Việt Nam thì nó phải học ai chứ, có ai dạy đâu, biết năm không nào biết cả. Chúng làm được cái gì thì nó mới bảo với anh là em có thằng sư huynh người Nhật Bản. Thế mình bảo mày biết tiếng Nhật bảo không, em không biết tiếng Nhật. Thì nó gồm ta slate thôi. Mà đấy từ năm 2014, bây giờ cũng rất là mạnh hơn rất là nhiều. Thứ nhất là em nói chuyện được, công nghệ, có kiến thức, quan hệ, tiền bạc là không có biên giới. Là vậy. Như vậy thì
cho cái ông mà có cái tinh thần chủ động ở Việt Nam này, ông có cơ hội thành công ngang với ông ở Mỹ. Tôi trước đây độ 15 năm thôi thì có chủ động rời. Thời bản hành thì có chủ động rời, ông phải sang Mỹ. Nhưng chẳng cách nào khác. Bây giờ thì không, ông ở đâu cũng được. Và đấy là cái chúng ta, nếu mà cả một cái thế hệ nhìn các vấn đề một cách tích cực thì chúng ta thấy ngay rằng rất nhiều thứ nó là cơ hội chứ không phải là vấn đề. Đấy. Và cái thái độ như vậy thì nó giúp chúng ta có thể đi ra ngoài nữa. Đi ra ngoài thế giới cũng thế thôi. Tất cả các bạn mà hỏi toàn cầu hóa, anh bảo đi ra ngoài làm gì? Thì anh bảo là đi ra ngoài như thế nào? Làm sao toàn cầu hóa? Mà các câu hỏi đầu tiên mình phải trả lời là tại sao mình phải đi đấy chứ? Chứ chị đã hỏi đi như thế nào? Sếp bảo thì khả năng lớn là thất bại. Anh nói luôn, nếu sếp phân công mày phải đi toàn cầu hóa thì 99% là mày thất bại. Mày sẽ báo cáo với sếp là ở chỗ đấy bia không ngon rồi thì thứ nó không giống. Thế thì ông đấy, ông bảo em muốn tìm hiểu xem nó thế nào, khám phá nó như thế nào, thì tự nhiên là khả năng của mình cao hơn. Cái chủ động đây thì nó thể hiện hàng ngày. Và vì sao chúng ta muốn cái chủ động ở mức trên này thì ở cái tính tích cực nó phải thể hiện ở hàng ngày. Đấy, có vấn đề cãi nhau phát là tra ngay. Anh chỉ có một cái rất đơn giản thôi là cãi nhau thì tra ngay bây giờ đi, đúng không? Vâng. Nhưng mà không, chúng ta sẽ bảo thôi để về nhà. Về nhà tất nhiên là không làm. Tất nhiên là không làm. Vì sao chúng ta không tra ngay bây giờ? Một là không thói quen, hai không có kỹ năng. Em cứ xem tranh luận đấy này rất dễ, nhưng cái đó dạy được không? Dạy quá được, đúng không? Còn bây giờ thì đấy, cứ tranh luận hồi cãi nhau, mẹ đấm nhau, mà tra đi thì không nào tra cả. Thế thì bây giờ nếu bắt đầu trong trường thì chúng ta dịch chuyển, tiến hành cái dịch chuyển đó đi, thì cái cơ hội để chúng ta cho mỗi một con người thoát khỏi cái mà gọi là bẫy trung bình, bẫy nghèo lên trung bình thì là một chuyện. Thì anh nghĩ là người Việt thì từ khá giỏi, từ nghèo mà lên trung bình thì nói chung là chúng ta đói thật thì chúng ta phải chủ động hàng ngày lắm, tích cực lắm. Nhưng từ trung bình bắt đầu đi lên là chúng ta dừng lại. Thì cũng có thể, anh thì không biết được, nhưng có thể chúng ta chấp nhận chúng ta là người như thế. Nhưng mà tôi mình cứ cố gắng thay đổi được càng nhiều càng tốt. Thứ hai là cuộc sống thì nó cũng vui hơn. Vâng. Mình cứ lẻm bèm suốt nó mệt. Gọi gì nhỉ, bây giờ gọi là năng lượng dương với năng lượng âm. Nhiều vấn đề không giải quyết được thì thành năng lượng âm chứ có cái đấy gì đâu. Đúng không? Còn nhiều vấn đề anh em hùng hục xông vào giải quyết thì nó năng lượng dương. Kết quả đều không giải quyết được. Nhưng một cái nó là dương thì nó là âm. Thế thôi. Mình đã nói khá là nhiều về tức là cái phụ huynh này, các bạn trẻ này, tức là góc nhìn từ phía đấy. Nhưng mà em nghĩ còn một cấu phần rất quan trọng nữa, đó là nhà trường. Thì anh Nam này, hoặc là ngay cả Đình Anh này là nhưng anh có thấy có vấn đề gì nhà trường có vấn đề gì không? Gọi là phụ huynh thì rõ ràng là nhà trường thì không biết là từ góc nhìn của cả Đình Anh với của anh Nam ấy, thì có vấn đề gì không? Và ví dụ như ngay trong trường hợp là phụ huynh thì đang cố gắng là chỉnh sửa hoặc là tạo ra cái mới đấy như thế nào? Em rất tò mò về việc đấy. Nhưng mà chắc là nhà trường thì có Đình Anh có đúng năng tuổi nhà trường thật. Vừa mới học xong trường cấp 3 thì em đấy thì em nhìn thấy nó cái trường cấp 3 cho đại học, nói chung là em cảm thấy rằng là nó có vấn đề gì không, hoặc là nó có thể tốt hơn ở như khi em không thấy ở trường cấp 3 em hướng nghiệp gì hết kiểu. Đơn giản là cấp 3 là học giỏi ở Việt Đức Tư là cũng là một trường thuộc tốt đâu ở Hà Nội rồi. Có một chút background như vậy. Vâng, thì đơn giản là em thấy hầu hết ở cấp 3 của em thì nó sẽ là em học giỏi là được, tức là em học toán lý hóa văn anh các thứ nó điểm cao là được. Còn em nghĩ là mọi người cũng sẽ có câu hỏi là sau này ra dùng nó làm gì, ra dùng vật lý làm gì, dùng hóa học làm gì. Điều đấy đều là mừng đúng không ạ? Ngày xưa là có khi là cũng không ai hỏi mấy đâu. Không học, không hết hỏi cái đấy để lười ấy, kiểu. Tại sao tôi phải học cái này trong khi sau này không ấy, và nó sẽ là lý do để mọi người lười. Chứ không hẳn là tại sao phải học để tôi áp dụng được nó. Không phải là tò mò. Em nghĩ là nó lại rơi vào 5% rồi chứ. Nó không phải là 80% hoặc 40% kia nữa. Nó là để lười. Thì nó sẽ khiến cho mọi người bị một cái là
Mọi người cứ học thế xong rồi mọi người ra trường, mọi người không biết mọi người sẽ cần đi đến đâu nữa. Nó cũng là sự chủ động, mọi người sẽ không biết là ok tôi phải tìm kiếm như thế nào ấy. Hoặc là cùng lắm thì cũng chỉ lên mạng hoặc là xem các cái video trên đấy để xem được ngành nào kiểu có về finance, có về công nghệ thông tin, biết vậy như vậy thôi, chứ còn cũng không biết là như thế nào nó sẽ phù hợp với mình ấy. Em nghĩ đấy là một cái vấn đề mà em nghĩ là kiểu nó sẽ khó, thì vì trước cấp 3 thì nó... Nhưng hiện giờ nhà trường đã cung cấp cho em những cái gọi là những cái nguồn lực gì mà có về câu chuyện hướng nghiệp, hoặc là nói chung là về tương lai, định hướng tương lai nói chung, thì theo em là nhà trường cung cấp, hay là nó chỉ xoay quanh, vẫn là xoay quanh câu chuyện? Bởi hồi xưa với anh là cũng như thế, anh Nam thì không biết vì quá xa rồi, nhưng mà với anh ngày xưa đúng là anh nhớ là đi học xong rồi cũng là câu chuyện điểm số, học giỏi cái thứ này rồi nhà trường thì chắc là đúng tổ chức được mấy cái buổi hướng nghiệp, thì thứ nhất là phát cho mấy quyển tuyển sinh poster tuyển sinh này, xong rồi cũng mời một vài gọi là người kiểu cựu học sinh gì đấy mà làm nghề này nghề kia đến để nói. Nhưng mà thực ra anh thấy là hầu hết là, hoặc là anh có thể là tốt mấy phần trăm ở phía dưới bao nhiêu đấy, anh không quan tâm lắm. Anh chúng còn đang mải đi chơi là bây giờ nó có thay đổi gì không, thì em rất là tò mò câu chuyện đấy, vì cái thời mà em học cấp 3 so với bây giờ chắc nó phải đến 20 năm cũng lâu lắm rồi, thì không biết là bây giờ nó có thay đổi cái tiến bộ gì không. Em không, 15 năm bây giờ nó vẫn thế, kiểu vẫn đơn giản là nếu như tính ở trong trường cấp 3 đấy, trường cấp 3 thì sẽ là có những cái buổi tuyển sinh, cái buổi gọi là tư vấn tuyển sinh, tư vấn tuyển sinh. Thì đúng hơn là các trường sẽ đến xong rồi vào, nhưng mà nó sẽ không tư vấn theo ngành, nó sẽ tư vấn theo trường. Trường tất nhiên vì trường làm mà. Thì phải trường làm mà. Thì bán hàng. Thì vẫn là quá trình bị động, tức là học sinh sẽ bị động. Vào, tức là học sinh muốn vào trường này, sau đó thì mới là chọn ngành. Em thấy nó bị ngược. Em phải chọn ngành trước. Chọn ngành trước mới đúng, kiểu có những người chọn ngành chọn nghề. Có những người bạn của em nó hồi ấy giải nguyện vọng nó chỉ giải được đúng một trường thôi, nó giải tất cả ngành ở trong trường đấy. Chứ bảo là mục tiêu của tôi chỉ là đơn giản là vào được trường này, còn học ngành gì thì lúc ấy tính sao, điểm thế nào thì tính sao. Em thấy nó kiểu đấy là một số trường có tên tuổi, đúng rồi, thì nó sẽ sell lên cái đấy, sell là vào được ngoại thương là oách. Như ngày xưa là em là gọi là cố sống cố chết là phải thi vào ngoại thương đấy, đúng rồi. Thế nhưng nó cái đấy có thể đúng và trong một số trường, thế nhưng không đúng số đông. Có thể giải quyết vấn đề, ví dụ Việt Nam thì có 3 trường, hồi xưa anh nói có độ chục trường có thể dùng tên tuổi để mà để sinh được, ở Mỹ kiểu như Harvard hay Ivy League thì là tên tuổi, nhưng mà ví dụ Mỹ có 10.000 trường đại học thì kia nó độ có 20 trường thôi, 9.880 trường cả, thì nó không thể đi con đường đấy được, mà ông nào cũng đi như thế cả. Cái khái niệm anh ấy nghĩ rằng là cái này là do thiết kế của hệ thống giáo dục nói chung, chứ đấy cũng chẳng phải lỗi gì Việt Nam, nước nào cũng thế. Thế nhưng mà cái phân nhánh của mình là chậm, và hai quan trọng nhất là vẫn là phụ huynh. Tức là cái này là phải xuất phát đầu tiên là từ gia đình. Gia đình không có nhu cầu đấy thì tất nhiên trường nó cũng không có nhu cầu. Gia đình thì con làm sao thì 7 điểm tốt nó được thì trường thì phải làm mất thì giờ là cái gì. Đúng không? Thì cái này vì sao anh có thể có hai nghiệm, một là trải nghiệm lúc đi làm thật sự khi anh cá nhân là mình luôn luôn là học sinh giỏi, mọi thứ top trên. Gọi là top trên. Bây giờ thì so với các bạn cùng top trên đấy mình có thành tích hơn một chút, chủ yếu là cái giai đoạn là mình phải đi cạnh tranh. Thế mình tưởng là phải đi buôn bán nó mới phải cạnh tranh, thực ra không phải, lập trình cũng phải cạnh tranh. Lập trình cạnh tranh đấy, bọn anh thì dễ nhất thì ra kia nó hỏi cái mình cái ngôn ngữ này mới đích biết. Đích biết là chết rồi. Không nghe, chưa nghe bao giờ, chứ đừng có nói cái tool đấy, cái công cụ đấy chưa nghe bao giờ cả. Thế thì lúc này mình mới thấy rằng là như vậy cái lợi thế từ xưa nay mình chủ động nó có lợi thế. Nhưng mà nếu mà không bị đặt vào cái tình huống này thì cái lợi thế đấy cũng không bao giờ được phát huy cả. Thế anh nhớ là hồi đầu 10 năm làm FPT định trời là chính, vì thực ra nó có việc mấy đâu, mà việc dễ quá. Tức là chủ nghĩa trung bình ý thì rất dễ, tức là hồi đấy cũng toàn cũng làm một năm độ tuần tháng là đã thấy hoàn thành nhiệm vụ rồi, nhưng mà còn lại là chơi là chính. Đến khi ra ngoài, đẩy ra ngoài, đâm ra cái này cũng là duyên, mà sau này có biết ơn đến mình, mà thực sự là nếu không thì mình cứ đứng mãi ở chỗ đấy. Còn bây giờ ra tự nhiên thằng ấy, những cái thứ thằng kia nó trông thì nó ngớ ngẩn hơn mình là rõ rồi, nhưng mà nó lại biết cái mình không biết. Thế là cái động cơ rất là lớn đấy, là mình phải đi tìm hiểu, rồi mình phải làm này thế nọ, và mình thấy rằng hóa ra tất cả các anh em đấy, có vẻ anh tất cả anh em đều bị cái lỗi đấy hết,
nhưng mà sau đó mình sửa được, bị mình ép vào cái tình huống là sửa phải sửa thì mình sửa được hết. Đấy là cái câu chuyện đấy biết gì tiến đấy biết rất hay, là chính vì đấy biết gì thì ông đi được. Thực ra cái vì sao mình phải viết lại, bởi vì thế tất cả những câu chuyện đấy kể lại nó sẽ mọi người không tin là có thật, nhưng mà thực ra động cơ lớn nhất ý là gì, ông không biết gì cả nhưng ông vẫn phải đi, thế là ông học được. Thế là ông học được thôi, có gì đâu, mà cuộc sống học xong thì thấy nó cũng chẳng khó lắm, thế cũng bình thường. Nhưng mà mặt ngoài cũng dùng kinh quá, kinh quá, kinh quá. Thì đấy là cái đầu tiên là anh đã cảm giác rằng là như vậy. Trong cái giáo dục nhà trường, mặc dù mình đi tuyển vào hồi đấy vào shop là toàn thủ khoa trường đại học bách khoa, thủ khoa tất, nói chung toàn được rất giỏi, thế ra ngơ ngác ngác. Nhưng mà khi mà mình bắt đầu chấp nhận là thôi, bây giờ chúng ta còn chúng biết gì thì nhưng chúng ta vẫn phải đi, để đây là con đường chúng ta đã chọn, nó không đuôi được. Thế tự nhiên mọi việc nó dễ hơn hẳn, nó dễ hơn hẳn. Như vậy thì mình cũng chưa định làm giáo dục ngay đâu, nhưng mà khi mình chuyển sang bên lên đại học thì anh cũng định đi thi thôi, đi dạy thì nó vui. Thế nhưng mà vào trường phổ thông đấy, đấy ví dụ có thời gian đầu tiên là được thời gian đầu anh cũng quản lý trường trung học phổ thông FPT. Trường phổ thông FPT cũng thành lập ra với một mục tiêu là như vậy, là làm thế nào cho học sinh nó chủ động hơn từ sớm. Như kinh nghiệm của Epsop cho thấy rằng là đến lúc đấy là rất vất vả nếu mà từ sớm. Thì đầu tiên là phải đại học thì từ sớm, sau đó đến phổ thông, tức là càng sớm thì càng tốt, vì cái này nó không có gì cao siêu đâu. Thì cái vấn đề đầu tiên giữa đại khác biệt lớn giữa đại học phổ thông là vai trò của phụ huynh. Phụ huynh trong phổ thông là ý kiến anh nhớ không, tiếp phụ huynh ui rồi lần nào tiếp phụ huynh cũng như là chửi nhau ấy. Tôi huynh đây vấn đề, còn tôi tại sao lại bị gọi gì nhỉ, kiến ba khoang đốt. Mình còn không biết bị kiến ba khoang đốt. Tức là rồi các thầy đã hứa hẹn là dạy con tôi nên người mà sao nó vẫn hư thế. Thế mình mà tôi chết mẹ rồi, thằng nào lại hứa dạy nên người thì cũng mình chết. Dạy nên người là dạy như thế nào? Tức là những cái phụ huynh lúc bắt đầu họ sẽ can thiệp vào những việc hết sức gọi như là mình không nghĩ là quan trọng, mình không nghĩ là quan trọng. Thế rồi bắt đầu là sau này con tôi nó sẽ đi Mỹ, nó sẽ Mỹ nên nó phải thế này thế kia. Thế mình nói, như vậy là họ đã xếp sắp hết rồi. Trong cái đó thì thế xong rồi mình như vậy tóm lại cái trường của chúng ta là phải làm gì. Thế họp ấy, trường của chúng ta bây giờ chúng ta thực định rõ, nếu mà phụ chiều tất cả phụ huynh thì chắc chịu, không có kiến ba khoang gì lại sau này đi du học Mỹ thì thành trường ảm đúng không, thì tất cả các trường đấy sẽ đều như thế, thì dễ nhất là thế, hứa với ông ấy thôi, tức là làm nhà thật đẹp ở như xịn thật xịn, xong dạy tiếng Anh cất đực, ủn nó đi nước ngoài, để nước ngoài dễ quá là còn được tiền nữa. Mình giới thiệu thằng kia, bọn kia nó còn trả tiền cho mình đúng không. Dễ thì tất cả những cái mong muốn ấy thực ra rất dễ, và đa phần cái trường tư sẽ làm như thế, bởi vì tội gì làm khác đúng không, cơ sở rất thật xịn mà. Muốn đi nước ngoài học tiếng Anh thật nhiều á, thế còn đi nước ngoài thì thực ra rất dễ, có tiền thì đi tất có cái gì đâu. Nhưng mình không ai chê khách hàng, thế nhưng mình còn không được, bây giờ chúng ta phải dạy bọn em tự lực, và một trong những cái quan trọng nhất lúc đó đặt ra tham vọng. Hồi đấy anh cùng với Phong, là Nguyễn Xuân Phong bây giờ là phụ trách các trường này, là không đứa nào phải hỏi bố mẹ, là mà nói luôn bới vào đấy, đến lúc năm 12 không đứa nào được hỏi bố mẹ con nên đi học ngành gì, mà mày nên cãi nhau với bố mẹ, tức là con chọn ngành này rồi bố mẹ thấy thế nào. Có tiền cho con không thì được, những câu hỏi đấy thì hợp lý, mình chưa có tiền thì phải hỏi. Nhưng mà khó, bởi vì thực sự là cái chương trình quá nhiều, tức là nó không phải đơn giản là tự nhiên mình đấy, cái vấn đề là cái đấy thực ra tốn rất nhiều công sức, nó không đơn giản chứ. Anh mới phát hiện ra rằng là cực kỳ mất công, chứ không nói thế thôi xong làm thế nào, thì phải hàng ngày, ví dụ ngày nào cũng phải có một tiếng để bắt nó phải làm cái việc đấy, thế nhưng mà lại còn tỉ việc khác. Thì sau cái đấy thì anh nghĩ rằng thôi, cái khuôn khổ các trường trung học kể mình đã có rất muốn làm rồi, nhưng mà nó nằm trong khuôn khổ của các quốc gia, nó phải được công nhận các thứ, nó không, mình không một mình đạt được chuẩn đâu. Nếu mà mình đạt chuẩn tốt hết là mình phải tự làm, thế còn cái trường thì nó cứ thế, nó đúng chuẩn đấy, tất nhiên nó có thể thay đổi một chút nhưng mà nó phải cơ bản người ta vẫn đánh giá như thế, toàn bộ hệ thống con người ta học trường mình nó còn phải chuyển đến trường khác đấy chứ. Đâu phải cứ chứ mình nó phải compatible, như bây giờ đây 4-5 điểm cũng được, sang kia nó đuổi mẹ. Thì sau 89 thì mình lại về 89.
Thế thì khi mà làm phonics thì anh nghĩ là ấp ủ cái việc đó, thực ra là chưa gọi như là mình không sure lắm. Thì sau những thực ra những cái ví dụ như của Đình Anh này này, rồi còn nhiều bạn nữa, không phải mình bạn này là các bạn ấy tự lực, thì mình nghĩ việc này là possible, tức là có thể làm được với trên tinh thần volunteer, tức là tinh thần tự nguyện của phụ huynh. Nếu mà phụ huynh thấy rằng rèn luyện cho con từ sớm những cái kỹ năng để nó chủ động, ví dụ như là đi tìm Google, tìm nghề thì đầu tiên phải giỏi Google chứ không giỏi Google, không giỏi ChatGPT thì tìm nghề cái gì, đúng không? Thì cái ngành công nghệ thông tin ấy là cái ngành, nếu mà mình coi nó là ngành bổ trợ thì nó là ngành bổ trợ quan trọng cho tất cả các ngành khác. Những kiến thức căn bản về công nghệ thông tin sẽ dùng trong được tất cả các ngành khác, vì ngành công nghệ thông tin là ngành nó đo đếm được rất dễ, dùng tool master các kiểu rất nhiều thứ. Thế bọn anh mình thiết kế ra cái nhìn như vậy, bây giờ là ngày nào cũng phải lên mạng học công nghệ thông tin, nhưng những công nghệ thông tin này là những cái tool căn bản để nó là nền tảng cho những ngành khác. Ví dụ lập trình thì học cái tool mà mẹ ngành nào rồi cũng phải học lập trình đấy, rồi sử dụng ChatGPT thì đương nhiên là phải học ngay từ đầu, bởi vì những cái này thì nó là cái kiến thức căn bản, không phải ngành nào cũng có. Đấy, rồi ông phải tự làm lấy cái website của ông ấy, thì ông sẽ bảo rằng là thế tại sao là thế không thuê thằng khác. Ông mà đóng được cái bàn ấy thì ông mới biết thuê thằng nào làm cho nó tốt, bản thân ông không biết cái bàn nó có mấy chân thì ông thuê này thì thế nào được. Đây tôi không bảo ông làm website không phải để ông sau này ông làm, mà để ông thuê thằng khác ông biết nó làm sai. Bên A, đúng không? Tất cả vấn đề của công nghệ thông tin của Việt Nam ấy là bên A không biết gì về công nghệ thông tin cả, nên là ông bên B muốn làm gì thì làm, chứ cũng không đúng ý. Thì cái việc mà nắm vững những nguyên tắc căn bản của công nghệ thông tin ấy là rất quan trọng. Nhưng mà cái thiết kế của anh ấy là không phải tự học, không ai dạy cả. Vì mục tiêu cuối cùng của mình không phải là đi làm công nghệ thông tin. Mục tiêu cuối cùng của nó, của mình dùng ngành công nghệ thông tin để mình làm cái công cụ để mình rèn luyện nó cái cách nó tự ra quyết định, tự học, tự ra quyết định. Nhưng mà mấy năm đầu tiên, ví dụ mình cho một nửa thời gian là bị ép, không lên là đuổi. Mặc dù là tự nguyện cũng đuổi, nếu mà không nhau là đuổi, thì dần dần nó mới quen được. Thì anh cũng không kỳ vọng 100 người thì tất cả đều được, mà thôi 50 đó là mừng lắm. Chứ còn 50% sau đó, sau một nửa nó biết rằng là nó sẽ chọn cái gì, thì coi như là mình thành công. Thì mình muốn thông điệp đến phụ huynh là như thế, khi mà các con nó đã chủ động nó chọn thì coi như thành công, chứ không phải là con nó phải chọn đúng cái mình muốn thì mới là thành công. Đấy, thì bọn anh nói đây bảo các bạn này này, mình dạy công nghệ thông tin nhưng mà nó không chọn công nghệ thông tin thì cũng vẫn thành công, bởi vì nó tự chọn cái khác. Chứ mình không thích những cái đứa đi học công nghệ thông tin bởi vì đọc báo nhiều quá, xong a dúa, xong cứ tưởng rằng hay lắm, thế xong rồi lại thất vọng. Ôi dồi ôi, vào vào đây thì lương thấp thế, tao đã bảo mày rồi, thì có thế thôi. Nhưng mà mày phải đi chọn. Thì tất cả những cái gì thì bạn anh đấy, thế thôi, thì nó khác biệt mỗi chỗ. Trước là để tự do, bây giờ là bắt buộc. Và như vậy là cần, rất cần sự hỗ trợ của phụ huynh cùng. Bởi vì ở nhà thì phụ huynh theo được, chứ nói bảo đi học thêm, nó có đi học thêm không, thực ra không biết nha. Chứ ở nhà ngồi lên mạng là học sinh, ít nhất là phụ huynh nhìn thấy được có lên mạng, có lên mạng có học hay không, đấy là việc của tôi. Tôi sẽ báo cho các cụ biết là thực ra hôm nay nó chẳng học gì cả đâu. Thì lúc đấy mình sẽ nói chuyện với các bạn. Thì anh nghĩ là các bạn sẽ khó chịu, nhưng mà cần phải hối hợp với phụ huynh. Lúc ban đầu anh nghĩ độ năm đầu xong, ngày nào cũng có thói quen lên mạng tra Google, chìm chắc về trả lời các câu hỏi mà trong bài nó bảo. Thì dần dần mình thói quen mà cãi nhau thì từ từ để mẹ tao phải tao tra đã. Hoặc là tra ngay, bây giờ có điện thoại tra ngay. Rồi ra ra được như vậy, chân lý nó gần hơn. Tức là mình đi được một bước gần hơn đến chân lý thôi, chưa phải là chân lý, nhưng còn hơn là dừng lại. Xong là cuối cùng là kiến thức thì cứ mù mờ, cái gì cũng mù mờ cả. Đấy thì cái này là cái mà anh cũng rất là kỳ vọng là được phụ huynh ủng hộ. Tại vì cái việc hướng nghiệp nhà trường thực sự là được, không được thiết kế cho việc đấy. Tức là khi người ta thiết kế nó không có, nó không có được thời gian đình anh ạ. Tức là dạy hết môn hết giờ rồi còn đâu nữa. Nên mình có muốn cũng không có thời gian để làm. Thế bây giờ anh nhìn thấy rằng có một cái giai đoạn có rất nhiều thời gian là phụ huynh để cho con đi học thêm. Thì tất nhiên là con nó yếu cái gì thì phải học thêm phụ đạo. Nhưng mà nếu mà nó không yếu lắm thì học thêm làm gì, vì bây giờ thì các trường không quá quan trọng, sẽ học bạ học biết, đằng nào nó chẳng kiểm tra. Học bạ thì đằng nào chẳng cao, tốt nghiệp thì đằng nào chẳng đỗ.
có thằng nào trượt đâu mà nó cái số trượt mình cứ đùa là bảo ui giời trượt tốt nghiệp khó lắm, kiểu nó là exceptional. Thế thì cái khung thời gian học thêm này để học cái cách tự học là tốt nhất. Đấy, thay vì học bổ sung kiến thức biết bao nhiêu là đủ thì ta chỉ bằng dùng cái đấy để học cái cách chúng ta có thể tự học được, tự ra quyết định, tự học, tự tìm câu trả lời cho bản thân mình. Đấy, cái ngành công nghệ thông tin bọn anh lấy những cái kiến thức căn bản thì chỉ để là cái cớ để cho học ta. Bởi vì cái đấy nó dễ kiểm tra lắm, cái ngành công nghệ thông tin là rất dễ kiểm tra là ông có tiến bộ hay không. Đấy, biết ngay, học quét là biết ngay, ông có biết hay không. À, ông thấy à như vậy được, mình cũng học được cái này hay lắm, cũng tự hào, cũng học được hay lắm. Tôi cũng là may mắn, thực ra đây là một cái may mắn cho mình. Chứ người trước nếu mà anh em thì tất nhiên cái hô làm STEM, anh biết nhưng STEM nó đòi hỏi rất nhiều công cụ, chỉ phải một trình. Bây giờ ông này có cái xu hướng trên thế giới đang bảo rằng không cần lập trình, thì nếu mà coi lập trình như một nghề thì mình không biết, anh không biết, thì tất nhiên anh làm nghề này thì anh nghĩ rằng nó còn lâu. Nhưng mà cá nhân anh cái đấy không quan trọng, nó còn cái cách học trình nó chỉ là một cái cách để mà em rèn luyện tư duy rồi, và có những cái kiến thức nền tảng về công nghệ thông tin mà ngành nào bây giờ cũng cần. Không có là chết thẳng cẳng, ông mặc bất cứ cái gì, ông chỉ ra một cái nghề nào mà không cần công nghệ thông tin. Không có thì ông sợ, ông sợ không dám dùng cái gì cả, không lạc hậu, hoặc thế thôi. Y rồi dược rồi xây dựng rồi ngoại giao rồi kinh tế, cái gì cũng cần hết, không có ngành nào không cả. Kiến trúc nghệ thuật mỹ thuật, mỹ thuật thì quá cần, thì những căn bản của nó là gì, những tiến bộ lớn nhất của nó là gì, cho đi ngay vào đấy đi, tìm hiểu đi, bảo nó khó lắm, cứ tìm hiểu đi, ai bắt mày giỏi đâu mà lo, đúng không? Thế thì anh tin là như thế, thì có một cái mình gọi là gì nhỉ, đóng góp một cái lời giải thêm vào. Tôi tất nhiên là có nhiều lời giải khác nhau, nhưng mà thêm một lời giải để cho cái trong cái hướng nghiệp, làm sao để cho học sinh, đặc biệt là cấp 3, học sinh phổ thông, trung học phổ thông, bước bình thường tốt nghiệp phổ thông là 18 tuổi, về cơ bản là người trưởng thành, tự quyết định được tất dưới sự tư vấn của bố mẹ, nhưng bản thân là mình phải có năng lực tự quyết định. Cái việc dễ thì bây giờ đi học ngành gì mà không biết nữa thì sau này thì không biết thế nào, lấy vợ thì lấy ai thì lấy ai cũng được, sao lại kêu chồng lấy anh. Nói chung em nghĩ là đấy là một cái rút lại rất là hay, tức là tóm lại thì cốt lõi của giáo dục, cái cốt lõi của câu chuyện dạy, bất kể là dạy cái gì thì cái cốt lõi vẫn là cái tư duy, tinh thần chủ động và cái gọi là tự lực, cái khả năng tự học, tự lực. Thực ra cái đấy nên là mục tiêu của giáo dục, và em nghĩ đấy cũng là mục tiêu mà Phoenix đang muốn hướng đến. Chính xác. Và em nghĩ là đấy cái gọi là thành người đấy. Và thực ra em nghĩ cái đấy nó khá là phù hợp và nó khá là tương đồng với những mục tiêu mà bọn em hướng đến khi mà làm Spy Room. Tại vì Spyroom nó cũng là một cái platform, là một cái môi trường như thế, tức là ông phản biện cãi nhau hay là ông viết lách gì đấy, tóm lại là ông phải tự đi mà tìm, hoặc đúng rồi, đúng tự đi tìm, ông phải ra quyết định của mình. Ngay ngày nhanh đi dạy bên trường Vin, đại học VinUni đi, là những học sinh cũng đã là thuộc lại 5% rồi đấy. Nhưng mà khi hỏi vấn đề khó cần có ý kiến thì các bạn nên rất hay trích, các bạn bảo báo Nhân Dân hoặc là báo này báo kia đã nói thế này thì anh vào không được, không được, báo đấy là em đọc. Bây giờ cái mà thầy cần thì là em sau khi đọc xong thì quan điểm của em thế nào, em có thể nói rằng báo nó đã nói như thế này và em đồng ý với quan điểm đấy thì được, nhưng đừng lên bảo này báo này nói thế này báo nói thế kia, thì đấy chính là cái bí kíp để mà có thành công được. Và nếu mà chúng ta rèn luyện được cái đó thì mỗi cá nhân anh nghĩ là cuộc sống nó sẽ phong phú hơn, ít nhất là như thế, còn có thể nhiều tiền hơn không thì không biết. Có thể đi nghe thằng khác được nhiều hơn, đánh được. Nhưng mà mình thấy mình và mình cái tư duy quan trọng nhất là tư duy mình không kêu ca, chỉ cần cái gì mình chủ động thì sao mình kêu ca được nữa, mình chỉ chấp nhận đi tìm cái lời giải khác. Em nghĩ là trong cái khuôn khổ buổi podcast này mình cũng nói chuyện khá là nhiều, đi qua khá nhiều chủ đề, nó cũng khá dài rồi, thì chắc là em cũng không còn những câu hỏi gì nữa rồi. Nhưng okay. Mà anh Nam hình như cũng chuẩn bị phải đi giờ rồi, em nhớ là mình có một cái thời điểm. Thì
Không biết là Vũ Đình Anh hay là anh Nam có cái lời cuối gì muốn chia sẻ với các bạn khán thính giả không? Tức là nó có thể là bất cứ thứ gì. Ừ. Nó không nhất thiết phải là một cái gì liên quan đến cái chủ đề của cái buổi đâu. Bất cứ thứ gì mọi người cảm thấy rằng là muốn nhắn nhủ đến đối tượng khán thính giả, những người đang theo dõi cái số podcast này, thì đây, camera đây, mọi người có thể chia sẻ. Em nghĩ đơn giản thì nó sẽ có hay, mọi người hay nói là những cái case như em là kiểu 5%, nó là một cái top, kiểu em phải là cái top nó rất khó đạt được ấy. Nhưng em nghĩ là những cái tức là ai cũng có thể thành công được, và nếu như mà họ biết một cách chủ động, họ tự tin để làm đi theo đúng cái con đường mình đã quyết ấy. Nên em nghĩ là không cần phải quá là thấy là kiểu phải là như em, hoặc là phải kiểu bắt đầu từ cấp 3 phải bắt đầu xác định như thế như em mới làm được. Em nghĩ là tất cả mọi người đều có thể làm được điều đấy nếu như mọi người có quyết tâm và có sự chủ động là được, và không bao giờ muộn. Đúng rồi, không bao giờ là muộn cả. Cái anh thứ nhất đồng ý quan điểm Đình Anh, và cái cây của Đình Anh rất hay, tức là cái việc của Đình Anh là 5% hay 10% mình không biết, mình chỉ muốn rằng càng ngày càng nhiều hơn người như thế thì là càng tốt. Vâng. Đấy. Vì sao nó có mấy câu chuyện này rất đơn giản, tức là phải nghĩ về mất công thôi. Tức là anh đã bỏ rất nhiều công sức. Bố mẹ anh cũng bỏ rất nhiều công sức trao đổi với nhau. Và cái lợi cơ hội bây giờ ấy, chúng ta có rất nhiều cơ hội là để trước đấy thì có thể khó. Bây giờ chúng ta có rất nhiều cơ hội để chúng ta có thể chủ động để đi cùng nhau. Đây tôi muốn nói các phụ huynh cùng với con tìm ra được những cái ngành nghề, gọi nghề là đi làm, còn ngành là đi học, gọi là phù hợp mà mình cho là phù hợp. Thì cá nhân vì tôi là công nghệ thông tin thì tôi cũng có một cái để khuyên chắc chắn rằng là cần phải có một những nền tảng công nghệ thông tin càng sớm càng tốt. Công nghệ thông tin đặc biệt là những ngôn ngữ lập trình thì nó như là một cái ngôn ngữ thôi. Và thực tế cho thấy là ngôn ngữ nói thì học càng sớm càng tốt. Và nó cũng là một công cụ tốt nhất để chúng ta thử cái năng lực tự học của con mình. Liệu nó có tự được không, nó có tự ra quyết định được không, nó có tự tìm được lời giải được không, nó có tự biết tìm ai mà hỏi không. Và đến năm 18 tuổi khi nó trưởng thành thì chúng ta phải tự hào thấy rằng là nó sẽ tự quyết định những bước đi đầu tiên của các bạn ấy trong quá trình đấy. Giống hệt như là khi chúng ta con nó 1-2 tuổi nó bắt đều đi những bước đi chập chững đầu tiên, mình có dạy nó được đâu, nó tự đi chứ. Thì 18 tuổi cũng thế thôi, thực ra nó là lúc đấy mới bắt đầu vào đời. Đấy. Không, mà nó đi được những bước đầu tiên có thể nó sẽ ngã, nhưng mà chúng ta vẫn vui. Đấy là cái mà muốn chia sẻ cho các phụ huynh quan trọng nhất, thì thực sự phụ huynh sẽ đóng vai trò quan trọng nhất. Nhà trường nó có những cái hạn chế của nó và họ sẽ không thể làm được hết cái việc đó. Một lần nữa thì em rất là cảm ơn anh Nam và Đình Anh vì đã dành thời gian buổi sáng đến đây để mình trao đổi rất là nhiều những cái topic như vậy. Thì cũng hy vọng là trong tương lai thì sẽ có những cái cơ hội mà anh em có thể trò chuyện được nhiều hơn. Nếu mà có một cái hợp tác gì đấy hoặc là những cái cơ hội gì đó thì rất là hy vọng là mình sẽ còn nhiều cái gặp gỡ. Và cũng chúc cho em và chúc cho anh Nam nữa là sẽ đạt được các cái mục tiêu của mình và mục tiêu của Phoenix nữa trong năm 2024. Một lần nữa em cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn anh.